Cho mình được cái gì hả, có để cho em hay không, sao mà mình bị bôn về mình đau lòng dữ sợ. Rồi hello mấy chị nha, hello mấy chị nào chia vô rồi cho Hải xin lúc chia sẻ like tương tác nha mấy chịu nha. Rồi chút nha mấy chịu nha, hãy tặng hàng buôn. Không mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại đi mấy chị, còn cục này dùng cho chị quá. Này. Lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại đi, em sẽ tặng cái mẫu này cho chị nào ha. Lên mã tặng đi mấy chị, cái mẫu này em về hình như là 5-60 con mấy chị mà em hết sạch luôn. Và cái này em bán bữa hôm tháng mấy à? Em bán bữa hôm tháng 9 luôn mấy chị. Em bán trước bữa hôm tháng 9 lận mấy chị nha mấy chịu nha. Từ bữa hôm tháng 9 nha mấy chịu nha, nhưng mà em bị hoàng về á nên là em sẽ tặng nha mấy chịu nha. Còn bây giờ là trong kho không còn mẫu này nữa mấy chị nha. Lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại đi, đợi em một chút nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại đi, bắt đầu em sẽ lên luôn nha mấy chịu nha. Em tặng em cắt mấy cục bôm rồi em tặng luôn ha, tại vì bữa nay nhiều bôm lắm mấy chị ơi, mấy đợt này không có tặng bôm chứ đợt này về rất là nhiều hàng bôm luôn. Rồi chia sẻ like tương tác cho Hải với nha cả nhà ơi, lên lại mấy không mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại đi mấy chị. Mấy chị nhớ chia sẻ like dùng cho em ha, một lần vào trang cá nhân và 5 lần hội nhóm để chế độ công khai cho em. Xin một nút thả tim thả like nha cả nhà nha. Xem ok không mấy chị ơi, mày có bị gì không? Chưa vào rồi chia sẻ like lên giúp em đi ạ. Rồi chia sẻ like tương tác cho Hải nha mấy chịu nha. À đây lên mã tặng trước rồi mấy chị, lên mã tặng này rồi tặng tiếp nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại dùm cho em. Con này là hàng 170.000 nè mấy chị. Con áo này đẹp lắm, hãy nó mặc luôn ấy. Nè mấy chị, xịn sò lắm luôn nha mấy chịu nha. Nè, đẹp chưa? Nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em ha. Cứ dùng cho em mã thôi, em tặng mấy chị con này 59.000 đi nha mấy chịu nha, cho vui nha mấy chịu nha. Để ví dụ như là chị nào mà được 59.000 rồi, ví dụ như mình mua một cái hàng sale nữa mình cũng đi đơn ha. Con này là em bán là 159.000, em tặng luôn cho mấy chị luôn 59.000 luôn. 59.000, 159.000 bây giờ cầm cũng không có đi mua được đâu mấy chị. Con này bữa nay các bạn đi mua phải là hàng 290 nha mấy chịu nha, tới 300.000 á. Ở bên trong của nó là lốt cho mình nè, lốt nha mấy chịu nha, hàng xịn sò lắm luôn. Rồi lên liền cho em mã tặng 59 đi. Ví dụ như chị nào mà để chị nào được tặng ha, xong mình có một cái hàng sale gì đó để đủ 100.000 hãy đi luôn ha. Còn rất là nhiều luôn á em, ở ngoài kia kìa có mấy cái đôi giày tặng á. Mấy cái đôi giày giày gì quên rồi. Bữa hôm trước có một đôi một đôi giày em tặng cho khách hai đôi chứ, hai đôi em tặng cho khách mà cũng không có đủ đơn luôn á mấy chị. Nhưng mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã này là mã tặng 59.000 dùng cho em ha. Hãy có đúng duy nhất một con, tặng 59 nha mấy chịu nha. Lên đi mấy chị, tương tác chia sẻ like lên. Chị cố gắng chia sẻ like lên giúp em lừa đỡ lên mã tặng mấy chị ơi. Lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại nha. Chị nào vô rồi cho Hải xin lúc chia sẻ like mấy chị, cố gắng chia sẻ like tương tác lên nha mấy chịu nè. Tặng 59.000 lên giúp em đi ạ. Em tặng mà không có đơn mấy chị, trong khi đó mua bữa nay.
bữa nay hàng này về cao lắm, em không có dám nhập về mấy chị, toàn là trên 200-300 ngàn mới có thôi mấy chị. Đây nè, đó tặng xong mà không có đủ đơn mấy chị ơi. Y như là kiểu giống như là tặng mấy chị có đơn mà em mới gửi nha mấy chị nha. Nhiều lúc tặng mấy chị đi đơn rồi mấy chị cũng không có nhận nữa, xong rồi tính ra mắc tiền ship này kia luôn mấy chị. Rồi lên nha mấy chị nha. Tặng 59 ngàn mà đầu tiên chứ mua anh Phạm 744. Chị cố gắng chia sẻ lại cho em là lên mã tặng đi với em mấy chị nhá. Rồi em tặng luôn cho mấy chị một đôi bốt này luôn ha. Đôi bốt này là size 34-35 may vừa đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mã tặng, con này em tặng không đồng luôn ha. Rồi lên liền cho em mã này là mã tặng bốt dùng cho em. Lên liền cho em mã tặng bốt nha mấy chị nha. Size của nó là size 34 nhưng mà 35 may ok đó mấy chị. Lên liền cho em mã tặng dài đi mấy chị. Lên liền cho em mã tặng dài nha. Năm nay em có bán bốt được nha mấy chị nha. Tại vì rất là cao luôn, tiền tệ lên rất là cao luôn, một đôi như thế này bữa nay đi về là hàng hơn 200 rồi mấy chị, nên lại không có bán nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã tặng dài dùng cho em ha, tặng dài dùng cho em có đúng duy nhất một con này. Lên liền cho em mã tặng dài kèm số điện thoại vô ha, chia sẻ like dùng cho em một lần vào trang cá nhân và 5 lần hội nhóm để chế độ công khai cho em. Xin nút thả tim thả like nha mấy chị nha. Áo hãy bận có bán ha, sẽ lên cho mình. Rồi lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em, tặng dài nha mấy chị nha. Tặng dài dùm cho em, rồi có cả đôi dép nữa. Tặng dép dài lên giúp em đi ạ. Dép này là size 35, tặng luôn dép luôn ha. Lấy liền cho em mã tặng dép luôn mấy chị. Tặng dài size 35, tặng dép size 35 luôn mấy chị. Tặng dài cái gì Phương Thảo 484 à. Tặng cho chị nào có đơn mình đi đơn luôn đi, mất công phải khỏi mang tiếng là tặng mà còn đi tặng lại nữa mấy chị, thật luôn ấy. Nhưng mấy chịu nha, em thích tặng chị nào có đơn để em gửi luôn mấy chị ơi. Nhưng mấy chịu nha, đã tặng rồi là phải gửi luôn cho khách ha. Mà mấy chị không có đơn em mất công em để lại, tặng đi tặng lại mấy chị nha, mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi ghi liền cho em mã này là mã tặng dép dùng cho em nè mấy chị nè. Tặng dép nha mấy chịu nha. Chốt liền cho em mã tặng dép dùng cho em. Chia sẻ like lên nha mấy chịu nha. Tặng dép dùng cho Hải nè. Tặng dép lên giúp em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã tặng dép nha cả nhà ơi. Rồi sáng siêu đẹp luôn mấy chị ơi, một con sơ mi này, một con sơ mi nha cả nhà nha, một con sơ mi này kèm cho mình một con chân váy này, đẹp lắm, siêu tặng đẹp cái set này luôn mấy chị ơi. Rồi set này em tặng luôn cho cả nhà luôn, 49 ngàn. Lên liền cho em mã set 49 ngàn, size mấy chị mặc size M đổ lại. Lên liền em mã set 49 ngàn. Tặng vé cho Hồng Như 531. Rồi chốt nhanh cho mấy chị nha, ghi liền cho em mã set dùng cho em, tặng mấy chị 49 ngàn luôn. Lên liền cho em mã set 49 ngàn, có đúng duy nhất một set. Set 49 ngàn cho Phương Nguyên 902. Rồi lên luôn nha mấy chị nha. Rồi hãy có một cái set thun chắc đẹp mấy chị ơi, quần bo dưới thôi mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 1 đi mấy chị, em tặng mấy chị con set này với giá là 49 ngàn luôn. Lên liền cho em mã này là mã set khác đi, 49 ngàn. Ghi liền cho em mã khác 49 ngàn, hãy có đúng duy nhất một set nha. Một set nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã khác dùm cho em 49 ngàn luôn. Lên liền cho em mã khác 49 ngàn. Khác nha cả nhà ơi, 49 ngàn. Hồng Phong có không? Set khác 49 ngàn lên giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã set khác đi mấy chị, 49 ngàn. Mã số 1 đó mấy chị nhở. Đẹp ghê trời. Nè, bà nào hỏi cái set này tranh thủ. Set khác mã số 1 cho Lê Thanh Huyền 49 ngàn. Rồi lên nha mấy chị nha. Đây có đúng duy nhất được có mấy set thôi nha mấy chị nha. 89 ngàn có sỉ. Lên liền cho em mã này là mã, ghi dùng cho em mã này là mã số A2 đi cho khỏi nhầm ha. Rồi lên liền cho em mã A2 với giá là 89 ngàn có sỉ nha. Lên liền cho em mã A2 89 ngàn có sỉ dùng cho em. Chị chỉ về được có mấy mẫu rồi đó, tranh thủ chốt nha. Bữa hôm trước là hàng 109 ngàn có sỉ ha, còn bữa nay là chỉ có 89 ngàn có sỉ thôi. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã A2 dùng cho em, 89 ngàn có sỉ nha. Chỉ có được có mấy xé thôi, không có số lượng nhiều nha mấy chế ơi. Chúc lẹ mấy chị ơi. Lên liền cho em mã A2 dùng cho em, 89 ngàn có sỉ nha mấy chị nha. Sỉ còn có 79 ngàn thôi. 89 ngàn lên giúp em ạ. Lên liền mã A2 giúp em đi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã A2 dùng cho em bộ đi mấy chị, đẹp lắm. Xịn xò lắm. Còn 3 năm xét nè, lên mã A2 giúp em. Còn 1 xét nữa mấy chị em. Rồi lên liền cho em mã này là mã A3 dùng cho em nè mấy chị. Lên liền cho em mã A3 nha cả nhà ơi. Chốt liền cho em mã A3 dùng cho em. A2 Nhân Ngọc Bảo Trân. Rồi lên liền cho em mã A3 89 ngàn. Có manto á chị. Có manto nha, đợi hãy xíu. Rồi lên liền cho em mã này là mã A3 dùng cho em, 89 ngàn có sỉ dùng cho em một con áo nè. Con này hãy có phình rồi nha mấy chị nha. Con này là hàng tao bao á, chị nào mua con này là biết á. Con này bữa nay đang order là hàng 160-190 á nha mấy chị nha.
Rồi lên liền cho em mã A3 liền con. Lên liền cho em mã A3 89.000 có sỉ dùng cho em một con áo nè. Bữa nay gió mùa về rồi mấy chị tranh thủ chốt mấy con này về mặc đi đẹp lắm luôn ấy. Chủ yếu là mình mặc ở trên nha mấy chị nha, còn ở dưới mình mặc cái gì cũng được hết nha mấy chị nha. Ở trên cổ này kia là mình ấm, là người mình ấm mà mấy chị. Ở dưới mình mặc quần sọt hay là chân váy hay là cái gì cũng được hết nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A3 dùng cho em 89.000 có sỉ dùng cho em ha. Chốt liền cho em mã A3 đi mấy chị. Lên mã A3 với em đi mấy chị, 89.000 có vài con rồi. Không có hai con nè. Rồi lên liền cho em mã set em mang nha mấy chị nha. Chị cố gắng vừa xem vừa chấm tương tác vừa chia sẻ like với em đi mấy chị, cho Lê Hiếu A3. Ôi cái set này đúng đẹp luôn ấy. Cho Diễm Trần A3. Chị nhiều anh rồi. Chị thấy có xem không nè. Rồi lên liền cho em mã này là mã A4 dùng cho em 109.000 có sỉ set 24 nha mấy chịu nha. Một con sơ mi về mặc với lại cái gì cũng được hết nha mấy chịu nha. Mồn mẹt kèm cho mình một con áo ghi lê luôn. Lên liền cho em mã A4 dùng cho em 109.000 có sỉ dùng cho em sỉ còn 99.000. Lên liền cho em mã A4 nha mấy chịu nha. A4 dùng cho em chủ hàng lộ 1 luôn, sai hoàn tiền cho mấy chịu. A4 rồi. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em 109.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A4 nha cả nhà nha. 109 dùng cho em. A4 trúc trần 109. Trời ơi xuất sắc luôn á mấy chị ơi, 109.000 ha. Lên liền cho em mã A4 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A4 109 có sỉ. A4 109 như Lý Kiều 2 xếp. Chốt liền cho em mã A4. Rồi siêu phẩm này mấy chị. Lên liền cho em mã A4 109.000 ha. Lên nha mấy chị. A4 cho Hưng Lê. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm ấy. A4 cho em 109 kìa. Lý Kiều có rồi cho Nguyễn Hồng Phố 2 xếp. Ôi nó đẹp. Rồi lên liền cho em mã A5 189.000 có sỉ dùng. A4 Diễm Trần 109. Này mấy chị, hàng này. A4 em còn một set nữa chị, rồi lấy chút liền cho em 109 mấy chị nhớ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã này là mã A5 dùng cho em 189.000 có sỉ nha mấy chị nha. Cái bộ này bữa nay mặc là đúng bài luôn đó mấy chị, đẹp lắm ha. Hàng U Mì. U Mì nha cả nhà nha. Mấy chị nhìn cái cà quần này. Đó, nhìn hàng dùng cho em. A5 cho Diệp Ngọc 189. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em 189.000 dùng cho em. Đẹp lắm luôn á cả nhà. Mua cái bộ U Mì này mang đi. Lên liền cho em mã A5 dùng cho em 189.000 dùng cho em. Bộ này chắc xịn lắm luôn á mấy chị ơi. Xịn lắm. A4 chút trần có rồi à. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em ha. 189.000 dùng cho em. Ok thì trên 60kg đổ lại men ok nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mã dùng cho em A5 dùm cho em 189.000 dùm cho hả. Trời ơi cái bộ này mấy chị nhìn nè. Quá là đẹp luôn á mấy chị. Chắc đẹp lắm. A5 lên giúp em mấy chị cho Ivana 189. Ui nha. Xịn lắm. Lên liền cho em mã dùm cho hả. Giờ lên liền giúp em mã A5 189 nha. Lên liền cho em mã A5 dùm cho em 189.000. A5 là 189 giúp em 109 mấy chị ơi. 189.000 hàng U Mì á mấy chị. A5 bộ màu hồng 189 giúp em á. Rồi lên liền cho em mã set em mang luôn màu xám luôn cho chị nào tranh thủ chốt luôn nha. Rồi lên liền cho em mã là A6 dùng cho em nè mấy chị. Chốt liền cho em mã A6 y như vậy luôn mà con ghi lê của nó là màu xám 109.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã A6 dùng cho em 109 dùng cho em. Mấy chị lấy cái set này mang đi mấy chị. Mình được một con sơ mi á, chị nào mà đang cần sơ mi á mà không mua được sơ mi á mấy chị, thì mình mua cái set này mình về mình lấy sơ mi này mình mặc với lại ghi lê khác cũng được luôn nha mấy chịu nha. Mình về mình ghép cũng ok la luôn mấy chị. Mấy cái này gối lại váy mang cũng đẹp. Lên liền cho em mã dùng cho em ha. Ghi liền cho em mã này là mã A6 dùng cho em 109.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A6. A6 109 lên cho em nha. Lên liền cho em mã A6 dùng cho em 109.000 dùng cho em. Đơn chung ăn em, ý là đơn Bình Dương nó cũng ở luôn ở trong kho luôn, em không có lấy nó được cũng không có hoàn về được luôn ấy. Để chị hối phát nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A6 dùng cho em không mấy chịu nha. A6 109. Lên liền cho em mà A6 109 có sỉ dùng cho hả. Vừa xem vừa chấm tương tác lên cho em cho nó khỏi bị ẩn comment đi mấy chị ơi. A6 cho em 109 ạ. Lên liền cho em mà A6 dùng cho em 109 này dùng cho hả. A6 cho em 109 mấy chị ạ. Trời ơi mấy chị nhìn nè. Đó, mấy cái quần hàng cao bao mấy chịu nha. Ở đây là nó có rút dây cho mấy chị luôn nè. Nha mấy chịu nha. 79.000. Lên liền cho em mã này là mã A8 79.000. À mấy anh. Rồi lên liền cho em mã A8 dùng cho em 79.000. Làm sung cũng được, làm rút cũng được ha, tùy mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã này là mã A8 dùng cho em. A8 nha mấy chịu nha. 79.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã A8. Ô tan nó có A8. Đây này, em cho chị mỗi thứ mỗi cái này chị Lê Vũ này. Này, ở đây nó có mỗi thứ mỗi cái này chị Lê Vũ ơi. Mỗi nào mỗi cái nè.
cho chị ha, 4 cái thôi, 5 cái. Nên mỗi kiểu mỗi cái cho chị ly vũ luôn ha. Mỗi kiểu nó có mỗi cái cho chị ly vũ ha. Rồi lên liền kem mã dùng kem A9 dùng kem này. Trời ơi. Ôi. Rồi lên liền kem mã A9 dùng kem 79.000 có sỉ dùng kem. Ở đây rút dây cho mình nè. Rút dây cho mấy chịu nha. Ai rút dây cho mấy chị luôn. Hãy chỉ có được cái quần này hãy chỉ được 5 con thôi. Lên liền kem mã A9 dùng kem. Chút liền kem mã A9 cho mấy chịu nha. Vải dày mà đẹp lắm. Rút dây dưới nha. 60kg mang ok chà. Hàng này đi hơi lâu chị Mami Ngô ơi. A9 là cho em 79.000 ạ. Lên liền kem mã A9 dùng kem. A9 nhớ thu thu hồ. Này cái này nó có một con cho chị đi đủ luôn. Có một con thôi cho chị luôn nè. A9 hùng khoa. A9 ly vũ hai con. Lên liền cho em mà A9 79.000 đi ạ. À hết A9 đó chị hả? Em nhầm ạ. Trời ơi. Chị ơi, một con hoodie hàng siêu cao cấp luôn nha. Em nói là đi chợ thôi, mua con này cũng 300.000 rồi. Nha mấy chị nha, đừng nói vô số nha mấy chị nha. Đây mấy chị, một con áo hoodie hàng cao cấp, hàng Quảng Châu nha mấy chịu nha. Con này là hàng tao bao em mới vừa cắt ra luôn á. 89.000 mới rồi. Với giá là 199.000 có sỉ dùng trang. Lên liền cho em mã này là mã A10 199 có sỉ dùng trang để nha. Một con áo hoodie hàng xịn mấy chị ơi, hàng tao bao em mới vừa cắt ra luôn á, nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng trang hàng em về mẫu á mấy chị. Lên liền cho em mã dùng trang hải nha mấy chị. A10 dùng trang 199.000 áo hoodie xịn nha mấy chịu nha. Siêu xịn luôn nha mấy chịu nha. Chốt liền cho em mã này là mã A10. Lên liền cho em mã A10 nha cả nhà nha. 199 dùng cho em. Một con áo hoodie siêu xịn luôn mấy chị nhìn nè. Ở bên trong của nó nè. A9 hết rồi chị Lê ơi. Chốt liền cho em mã A10 dùng cho em. 199.000 dùng cho hả? Chắc đẹp lắm. A10 199 lên cho em ạ. 199 nha mấy chịu nha. Chắc siêu quyết luôn á mấy chị. Mấy bạn nào mà hết quá mấy bạn đi mua con đó hàng 400-500 ngàn á. 400 mấy á mấy chị. Lên liền cho em mã nha mấy chịu nha. A10 dùng cho em. A10 199 lên cho em đi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã A11 dùng cho em ha. 189.000 dùng cho hả? Chốt liền cho em mã A11 189. Bộ này mà may với lại à, may với lại giày thể thao nha mấy chịu nha. Hàng đồ y nè, tay nè mấy chị. Tay nha mấy chịu nha. Size này mấy chị 55kg đổ lại may ok. Chốt liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã này là mã A11 dùng cho em. Mấy chị mua mấy cái hàng này đi, thật luôn á. A11 189 cho Nguyễn Hồng Phúc. Em bán giá mà bằng giá hàng xưởng mới nhận. Nhưng mà cái bộ này toàn hàng 300 mấy. A11 Diệp Ngọc 300 mấy, 400 mấy không mà mấy chị. Không có giá này đâu mấy chị ơi. Nha mấy chị nha. Nè mấy chị nhìn hàng theo nè. Nhìn cái quy của nó nè. Nha mấy chịu nha. Và cái màu của nó siêu đẹp. A11 Quang Hình. Ôi có 189.000 thôi mấy chị. Lên liền cho em mã dùm cho em. A11 nha mấy chịu nha. Nó không phải là hàng chắc kitty nha mấy chịu nha. Hàng u mì á mấy chị. Em bán mấy chị 189.000. Hàng u mì không ai bán 189 đâu mấy chị. Nha mấy chịu nha. Giờ lấy thì chốt liền cho hả. A11 lên giúp em 189 ạ. Lên liền cho em. Còn 2 bộ cuối cùng đó mấy chị nha. Giờ lấy giúp em 11 189. Rồi lên cho mấy chị một con áo này nha. Hàng em mới về lại luôn. Đây con này là hàng 199.000. Bữa nay em ôm được sale nè. 179.000 nha. Chèo lấy A11 Lê Hiếu. Rồi lên liền cho em mà A12 179 dùng cho em. Có sỉ nha. Sỉ còn 169.000. Mấy chị chốt con này đi. Con này hàng được trước con này 200 240 á mấy chị. 240 nha mấy chịu nha. Mà việc cũng hết sạch luôn á mấy chị. Đây nè. Nhìn chắc lên nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mà A12 179.000. Có sỉ dùng cho em ha. Sỉ còn 169. Con chắc lên này đẹp lắm. Siêu đẹp lên mấy chị. A12 179 vô Ngọc Trần 491. A12 nha mấy chị nha. 179.000 có sỉ dùng cho em, sỉ còn 169 chắc đẹp lắm luôn á cả nhà. Ôi. Hàng nè. A12 cho Hiền Nguyễn 179. Cho em mã dùng cho em A12 nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mã A12. A12 cho Nguyên Rosa 179. Lên cho mấy chị cái quần này nha. Lên liền cho em mã A13 dùng cho em 69.000 dùng cho em. Hải đang mặc là cho em mặc là xét chứ. Hải đang mặc là xét đó mấy chị ơi. Nè. A12 em còn một con cuối cùng 179.000 ạ. Rồi em ơi, con này có mấy con thôi. Con này em ôm được hàng tao bao mấy chị ơi. Chắc vải của nó xịn lắm. Cái vải của nó dày mấy chị giặt không bao giờ bị xù hết nha. 69.000. Lên liền cho em mã A13 dùng cho em 69.000 dùng cho em. Có vài con thôi mấy chị. Con này hàng tao bao. Thì tao bao nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã A13 dùng cho em 69.000.
xịn xịn lắm mấy chị ơi, chất vải đẹp lắm. Chốt liền cho em mã A13 dùng cho em, 69.000 nhìn cái vải này. A13 69.000 thôi cho em đi ạ. Với là áo hoodie này kia á. A13 chứ thu hồ. Mặc với là áo hoodie để trùm mông đó mấy chị, đẹp lắm. A13 69.000 thôi cho em. A13 dùng cho em 69.000. Cho Sam Nguyễn. Chờ lấy liền cho em A13. Sam Nguyễn 870 á. A13 69.000 thôi cho em mấy chị ơi. A13 cho Hà Linh. Rồi hãy có cho mấy chị một con đầm ốc. Ok Linh Linh á, 109 ha. Rồi lên liền cho em A14. Một con áo đầm ống như thế này ha. Xong rồi kèm cho mình một con áo khoác. Bao nhiêu mấy chị ơi? 99.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em ha. Chốt liền cho em A14. Đây mấy chị ơi, nguyên cái set ống cho mình nè. Set ống nha mấy chị nha. Xong rồi kèm cho mình một con áo khoác vải nè. Ôi cái vải nó đã. Lên liền cho em mã A14 dùng cho em. A14 nha, 99.000. Mấy cái này mặc xong rồi mang về bốt hình hô luôn mấy chị ơi. Nhức nách. Lên liền cho em 99.000. Lên liền cho em mã A14 99.000. A14 cho Hồng Khoa 2 set 2 con. Còn mua con này là chuẩn bị mấy chị mặc cái gì cũng rồi Noel là ok la luôn ha. Một con ghi lê nè. A14 chứ biết nghe Hoài Lê. A14 Nguyễn Rô Sa. Giờ lấy liền cho em A14 99.000 đi ạ. Rồi lấy liền cho em mã này nha mấy chị nha. A14 Thùy Trinh. Trinh Long mấy chị ơi. Kèm cho mình nha, một con áo ghi lê. Nguyễn Rô Sa có rồi à, giờ lấy cái này cho em A14 99.000 cho Trang Trang. Rồi lấy liền cho em mã A15. Không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn, theo hết nha mấy chị nha. 189.000, lấy liền cho em mã A15, 189 có sỉ nha. Sỉ còn 179.000 mấy chị nè. Ôi quá là đẹp luôn mấy chị ơi. Nguyên set nha mấy chị nha. Một con ghi lê nè. Kèm cho mình một con áo sơ mi nha mấy chị nha. 189.000 có sỉ dùng cho em. Đây mấy chị, theo cho mình một mấy 189.000 nha mấy chị nha. Theo cho mấy chị A15 Phong Lan Phạm. Lên liền cho em mã A15 chế ôi lấy đi đẹp lắm luôn ấy. Hàng ta bao nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con sơ mi tay bồng nè. Này mấy chị theo nè. Con ghi lê của nó theo nha mấy chị nha. Theo rất là đẹp luôn. Theo con hươu nè mấy chị. Lên liền cho em mã này là mã A15 189.000 có sỉ dùng cho em. A15 189 lên cho em đi à, cho Trịnh Hoài Nguyên. Lên liền cho em mã A15 189 lấy đi mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã A16 dùng cho em. Chị Hải ơi, cái túi nhỏ nhỏ chị đang story. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A16 189.000 có sỉ xét dùng cho em. Xét này cao cấp nha mấy chị nha. Mấy cái ôi. Tôi gắn vừa xem vừa chấm tương tác vừa chia sẻ like lên nghe mấy chị ơi. Nhận hàng của Hải cũng biết. A15 gì tờ bờ thờ. Hải bán cho mình cái xét như thế này nha mấy chị. Nó là hàng u mì nha, hàng lộ 1 ấy nha mấy chị nha. Không phải là hàng mà hàng chắc chi ti đâu mấy chị. Nhìn nè. Rồi lên liền cho em mã A16 dùng cho em. 189.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã A16 189. Ôi nó xuất sắc gì đâu luôn ấy. Nè. Đó, nguyên set nha mấy chị nha. Màu này đẹp mấy chị. Màu này màu. A16 lên cho em 189 cho Huyền Nguyễn. Lên liền cho em mã A16 dùng cho em. 189.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A16 Ivana. 189. Đông về rồi mấy chị ơi, mua mấy bộ này mặc nè. A16 lên cho em 189.000 đi ạ. Bộ màu xanh mấy chị nhá. Đây, cái này hồi thì lại thu lấy á, 3-4 con nè. 109.000, lên liền cho em mã này là mã A17, 109. Tại con này mà nhiều lúc mình phối với lại ghi lê cũng đẹp đó mấy chị nghe. Đầm caro nha mấy chị nha, chắc đẹp quá. Bánh bèo mà khuôn dáng dài nè. Mua con này về đi mấy chị, mặc kiểu trơn tráng rồi, chỉ qua phối ghi lê nè. Phối xếp này kia nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A17. A16 Thảo Nguyên. Lên liền cho em mã A17 109 có sỉ dùng cho em ha. Phone này bầu bí mang ok la cho Hải luôn. Đẹp lắm. Đẹp nha mấy chị nha. Cài nút hết cho Hải luôn. Phone rất là đẹp. 109 nha. A17 Diệp Ngọc 109. Lên liền cho em mã A17 dùng cho em. 109 nha dùng cho em. Quần rinh Hải chưa lên nha. Bữa nay về hàng khổ lắm luôn á mấy chị ơi. Thề luôn á, nhà Hải phải đi hơn 30 cây mới nhận được hàng nha mấy chị nha. Trong khi đó là bữa nay là từ Hà Nội về mình không có xe nào để chạy nữa hết mấy chị nha. A17 Sam Nguyễn. Tất cả xe luôn, bên Hải phải đi 638.
nha mấy chị nha, nên là hàng đi bị chậm mấy chị, và đi nhận hàng rất là khó luôn á. Nhưng mấy chị nha, xa lắm, đi ra Hải, đi ra Đà Nẵng thì không vậy cho tôi rồi con nha, là phải nhận đi xa nữa mấy chị. Nhưng mấy chị nha, nên là đợi vài hôm nữa trên về là em có like, em chắc chắn là có nha, tại vì em đóng rồi mấy chị, em mới đăng hình cho mấy chị á. Nhưng mà hàng về hơi bị khó, em nghĩ là bình thường là một ngày là em nhận rồi mấy chị, bữa nay về bị khó. 17 cho Mai Nguyễn, bữa nay bạn nào nhập hàng Ninh Hiệu cũng biết nha mấy chị nha, nguyên ngày nay là không đi hàng được nha mấy chị nha. 17 luôn thì Kiều nha, người ta đóng ăn hết hàng luôn mấy chị, không có đi được mấy chị ơi, có nhập cũng được luôn. 87 My Lan. A 17 109 lên cho em đó mấy chị ơi. Rồi lên nha mấy chị nha. Cái liều cho em mà A17 đi mấy chị. A16 gì Nguyễn có rồi à. A17 trình rồi Nguyên. Có công chuyện luôn mấy chị ơi. Xin ông xin ông. Rồi lên liều cho em mã này. A17 cho Lan Nguyễn. Áo Hải mặc hết rồi chị, lên tâm Hải còn. À còn một sát Hải mặc. Mới là Hải còn màu xám. Màu xám đẹp lắm á cả nhà. Ôi, con này đẹp nè. Cái con này mặc với chân lái đi. A17 trình hồi Nguyên có rồi ạ. Rồi cái này lên liều cho em mã dùm cho em. Cái liều cho em mã A18. A17 cho tôi có rồi nha. Rồi lên liều cho em mã A18. A17 cho Hà An 89.000 có chị. Lên liền cho em mã A18 89.000 dùng cho em, kèm đai cho mình luôn ha. 89.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã A18. A17 cho Linh Ly. Rồi lên liền cho em mã A18 89.000 có sỉ dùng cho em, hoa sỉ còn có 79.000 mà mấy chị. A17 chi Trần. Rồi lên liền cho em mã A18 89.000 có sỉ luôn mấy triệu nha. Sếp phải mang màu xám đẹp lắm á cả nhà. Order chút xíu, hoa xíu sẽ lên cho mấy chị là màu xám. Rồi con này về lần thứ N A18 89.000. A18 cho Phong Lan. A18 cho Lan Ly. Rồi lên liền cho em mà A19 dùng cho em 189.000 có sỉ. Này con này em thấy bạn Hiền rồi, Giang vô vô hay là Hiền bé vậy? Tại vì là Hiền bé là người ta đăng có tiền lên luôn á, nên là mình thấy mình không có cần hỏi giá đâu. Con này các bạn đang đi hỏi đi đang bán là giá là 350 đó, 350 nha cả nhà nha. Em bán cho mình 189.000 có sỉ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã A18 Sông Út. A19 nha mấy chị nha, 189.000. A18 Diệp Ngọc hai con. Nút nha mấy chị nha, 189.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã A19 dùng cho hả? Chốt liền cho em mà A18 thua hồ hai con. 189 có sỉ nha mấy chị ơi nha, sỉ còn có 179.000 thôi mà đẹp lắm luôn mấy chị, hàng lên nha mấy chị ơi nha. Lên A18 Dung Suri. Nhìn cái nút của nó nè, đẹp xuất sắc luôn. Rồi lên liền cho em mã A19 dùng cho em, 189.000 có sỉ nha mấy chị ơi nha. A18 thêm cho Phong Lan một con. A18 cho Lý Kiều. Rồi lên liền cho em mã A19 dùng cho em, 189.000. Lý Kiều một con chị nhá. Lên liền cho em mã A19 189 dùng cho em. A19 lên em 189 đi ạ. Lên liền cho em mã A19 nha mấy chị ơi nha. Hết A18 rồi mấy chị ơi. 19 lên dùng cho em mã A19 nắng hoa. Lên liền cho em mã A19 189 dùng cho em, một con áo len, con này đẹp lắm luôn á. A19 cho Sam Nguyễn 87 con. Nha mấy chị. Nha mấy chị ơi nha, hàng hot đấy. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã A19 lên em 189 ạ. 189 nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em. Thái Phương Thảo mà A18 hết rồi em ơi. Rồi siêu phẩm. Siêu phẩm nha mấy chị ơi. Trời ơi, thấy khá là đủ liền rồi nè mấy chị nè. Xong là kèm cho mình một con chân vái. Size của Hải đang cầm là size M nha mấy chị nha. Nghe em đọc giá nè mấy chị. A mấy rồi? Lên liền cho em mà A20 109.000. Ôi nó đẹp. Rồi lên liền cho em mà A20 dùng cho em nè. Đây nha mấy chị nha, xinh lắm luôn á mấy chị. Lên liền cho em mà A20 dùng cho em. Ghi liền cho em mà A20 nha mấy chị nha, 109.000 dùng cho em có sỉ. Sỉ còn 99.000. Trời ơi xinh lắm luôn ấy. Nè mấy chị, lên liền cho em mà A20 dùng cho em ha. Nút này mấy chị nè. Rồi chốt là dùng cho em mà A20 109.000 có sỉ dùng cho em. Chốt là dùng cho em mà A20 109. Ghi liền cho em mà A20 nha cả nhà ơi, 109.000 dùng cho em. Cho chị con áo lông đi. 20 109 lên giúp em đi ạ. 20 109 cho Ly Vũ ba xét.
20109 lên giúp em đi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 21 giùm cho em nè mấy chị. 20 Diệp Ngọc ai xếp 119.000. Lên liền cho em mã 21119 giùm cho em. Lên liền cho em mã 21119 giùm cho em nè mấy chị. 20 Minh Tuệ. Hãy được 5 con. 5 con nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã này là mã 21109 à 119.000 có sỉ giùm cho em. 20 cho Trần Mỹ Tho. Lên liền cho em mã 21 119 nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã 21119 giùm cho em. Mấy chị ơi, hàng tao bao để cuối like hãy mới like ha, tại vì hàng tao bao hãy về nhiều nhưng mà nó bị lẻ. Nó bị hàng lẻ nên là em like cuối like á mấy chị. Mấy chị nha. Ai bốn lên cho em ạ. 119. Rồi lên liền cho em mã A 22 dùng cho em 89.000 có sỉ dùng cho em. Hôm nay sau 21119 cho Minh Tuệ ba con. Bài nào đang cần cái bộ này phải lấy luôn nghe, hãy không có về lại nữa nghe. Hay là chốt luôn nha chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 21 cho Phong Lan hai con. Rồi lên liền cho em mã A 22 dùng cho em. Không không. Rồi lên liền cho em mã A 22. Hết 21 rồi. 89.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã A 22 89.000 dùng cho em. A 22 nha cả nhà ơi, 89.000. Chốt liền cho em mã A 22 89.000, phôn 65 cái đổ lại em ok cho anh. Chốt liền cho em mã A 22 89.000 nha mấy chị nha. A 22 89.000 lên giúp em đi ạ. À. Rồi lên nha mấy chị nha, lên cho em 8.000. Lên liền cho em mã A 22 mấy chị hả? Đây siêu phẩm nha mấy chị nha. Ai cho Hùng Khoa 5 set. Trời ơi. Cái này bạn nào học sinh nè, mua đi học bữa nay là mặc cái này được nè mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A 23 dùng cho em 179.000 có sỉ. 22 cho Lan Ly. Rồi lên liền cho em mã A 23 179 có sỉ dùng cho em. Mấy cái mẫu này là 22 cho Phạm Phi. Em mới chịu nha. Hồi nãy bạn đi nhập cao lắm luôn á mấy chị. Nè, 179.000 có sỉ. 22 Tâm Phạm. Lên liền cho em mã A 23 dùng cho em. À áo giống hãy mặc. 22 cho Trang Lên. À hãy mặc có màu xám á chị, có màu xám rồi hãy xíu hãy lên. 22 cho Hình Phạm hết 22 à. Rồi lên liền cho em mã A 23 dùng cho em. 100 mấy? 179.000 có sỉ, sỉ còn 169.000, đẹp lắm luôn á cả nhà. Anh lấy áo em mặc vào màu xám. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A 23 nha cả nhà ơi. 179.000 có sỉ dùng cho em ha. Chờ lấy thì chốt liền cho em. Đây cho em mặc màu xám đi mấy chị, 109.000 nè. A 24. Lên A 24 đi mấy chị, thấy em mặc. Nhưng mà em còn được có 5 set thôi mấy chị ơi. Em có được 5 set thôi, đẹp. Ai 3179 cho Nắng Hoa. Em mang mấy chị mua mấy chị được một con sơ mi siêu xịn luôn. Sơ mi siêu đẹp mà bán 109.000 có áo. A 24. Lên liền em mặc A 24. 109.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã 24 109 nha mấy chị nha. 109.000 chờ lấy thì chốt luôn mấy chị ơi, đẹp. 24 109 lên cho em đi ạ. Lên liền cho em mã 24 109 dùng cho em. 24 cho Hùng Khoa 109. Áo khoác hồi xưa em mặc nhé cho chị nha. Hàng đẹp có khác nha. Hàng đẹp cầm lên tay cái phôn của nó siêu đẹp luôn ấy mấy chị. Nè. Xuất sắc luôn á mấy chị ơi. 89.000. Lên liền cho em mã này là mã A25 89.000 dùng cho em. 24 Hùng Khoa hai con. Rồi lên liền cho em mã A25 89.000 có sỉ dùng cho em mấy chị. Tay này. Dài không phải. 24 Nắng Hoa. Rồi lên liền cho em mã A25 89.000 có sỉ dùng cho hai. 24 Trinh Nguyễn. Rồi chốt liền cho em mã A25 89.000. Giờ lấy liền mã A25 lên cho em 89.000 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã A25 89.000 có sỉ nha mới chịu nha. Sỉ còn có 79.000, quá là rẻ cho cái áo này luôn á, đẹp lắm. Bữa nay mùa này là mấy chị hai mặc mấy cái áo một phôm và bidon như thế này nè mấy chị. Lên liền cho em mã dùm cho em ha. Lên liền cho em mã này là mã A25 89.000 có sỉ dùm cho em. A25 89.000 lên giúp em áo ạ.
đây mấy chị, con éo này bên trước lại có một con hải mặt thôi mấy chị ơi, trời bán hết rồi mấy chị, mà quá trời mấy chị. 25 Lan Ly 89. Nên là hãy việc kịp hàng con. 25 Châu Nguyễn Hồng Phúc 2 con. Rồi lên liền cho em ạ, A26 dùng cho em 179.000, có sĩ dùng cho em. Con này được trước là hàng 200 mấy nha mấy triệu nha. Đây là em ôm được về sao mấy chị. 25 cho Lan Ly có rồi à, chơi như bốn hội. Rồi lên liền cho em mã này là mã A26, 179.000 có sĩ. 25 Phong Lan. Sĩ còn 169.000, mấy chị lấy con này đi nha mấy chị nha. Bữa trước hãy để hai màu hãy mặc luôn là mấy chị biết nó đẹp như thế nào. Hãy để màu trắng, màu đen luôn, như là màu trắng hãy về hết rồi nha mấy chị nha. Lan Ly có 25 rồi nhỉ. Đen đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cực kỳ dễ phối đồ luôn. 179.000 có sĩ dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã A26 dùng cho em. Lên liền cho em mã A26 mấy chị lấy đi nha. Đẹp như thế nào hãy mới để là hai màu luôn đó mấy chị, đẹp lắm, mặc lên rất là đẹp. Lên liền cho em mã A26 dùng cho em. 179.000 có sĩ dùng cho em. Lên liền cho em mã A26 179 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A26 179 có sĩ. A26 179 cho Nguyễn Ngọc Nam Phương. Lên liền cho em mã A26 nha cả nhà. 179 mấy chị nha. 179.000. Dễ thương lắm mấy chị. Rồi lên liền cho em mã A26 179 nha. Lên liền cho em mã A26 179. A26 hộp tròn. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Trời ơi, không biết mình đã cắt cái hình con này chưa. 26179 cho Nguyễn Hà 144. Rồi lên liền cho em mã 27 89.000 có sĩ dùng cho em một con áo kiểu. 26179 cho Nguyễn 87. Quên để cái chân váy xích ly vô đây. Rồi lên liền cho em mã 26 gì chút xíu 179. Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em ha. Lên liền cho em mã 27 một áo quần 89.000. 26 cho Hoa Hoàng 179. 89.000 có sĩ còn 79.000. Lên liền cho em mã 27 dùng cho em. Chút liềm cho hải mã A27. Tôm này mấy chị 55kg đổ lại mang được hết nha. Nhung. Giờ lấy A26 lên mã A26 nè. Lấy A27 lên mã A27 giúp em á. Rồi chút liềm cho em mã A27 dùng cho em. 87 89.000 à. Có sĩ dùng cho em. Lấy liềm cho em mã A27 89.000 có sĩ nha cả nhà. Được có 10 con thôi. Lên siêu phẩm mấy chị nè. Lên cho mấy chị một con ha. Thôi chị cho chị cho chị. Thôi vậy 89.000 nữa mấy chị ơi. Bà Hồng Khoa là bà phải lấy liền nha. Không là hết là không có. Đừng hỏi nữa nha. Chị ơi về nha. Nè 27 cho Ly Vũ 3 con. Rồi lên liền cho em mã A28 dùng cho em 89.000. Rồi lên liền cho em mã A28 89.000 dùng cho em. A28 89.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chị chưa nhận được ai. Mấy chị ơi, à, mấy cái đơn nó bị... Thôi bảy cho Diệp Ngọc. Đơn nhà em bị hoàn toàn là của khách quen không luôn mấy chị. Thôi bảy Thảo Nguyên. Dịch đó không có khoán được mấy chị. Thảo Nguyên thích mới mã kèm số điện thoại lên với em ạ. Rồi lên liền cho em mã A28 dùng cho em. Thôi bảy Hồng Ngân. 89.000 có sĩ nha, sĩ còn 79.000. Thôi bảy cho Dung Nguyễn. Thôi bảy Thảo Nguyên 99.999. 27 Nguyễn Thị Thu Hằng. Một nữa đi vũ muốn chạy việc đi vũ ba con có gì? Hai con. Đi hai con. Rồi em lên bộ này. 28 89.000 cho Phong Lan hai set. Bộ này hình như là năm nào Hải cũng bán luôn á mấy chị và Hải cũng có nha mấy chị. Em. Hàng u mì. Và mặt nó siêu bền luôn mấy chị. 28 luôn cho em 89.000 cho một con 5 set. Mặt siêu đẹp luôn. Hôm này dành hết cho 28 luôn ạ. Đây mấy chị. Dành cho mấy chị tầm khoảng 55kg đổ lại là mang đẹp cho hả? Nhưng mấy chịu nha. 55kg đổ lại mang ok. 179.000 có sĩ, sĩ còn 169. Bộ hàng u mì mấy chị. Lấy liền cho em ha. A29 dùng cho em. 179.000, sĩ còn 169. Sĩ còn 169 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã A29 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A29 nha mấy chịu nha. Bộ này hàng u mì, hàng nặng tay mà mang rất là đẹp luôn mấy chị. Nha mấy chịu nha. Chốt liền cho em mã dùng cho em A29 dùng cho em. Ở đây của nó là viền nhũ này mấy chị. Viền nhũ nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mã A29 dùng cho em. 179.000 có sĩ dùng cho em. Bộ u mì đẹp mấy chị ơi, mặc bộ này xuống lắm.
cái này buổi tối đi ra đường này đi ấm luôn mấy chị, như mấy chị nha. Rồi chị lấy thì chốt liền cho em mà A29 dùng cho em 179.000 nha mấy chị nha. 179 dùng cho em. Lên liền cho em mà A29 179 mấy chị xem like cho em xin nút tương tác nha. A29 là cho em 179.000 ạ. Em like cho Hải xin nút tương tác cho mấy chị nha. Bộ u mì chị nào lấy bộ u mì may đi mấy chị, bộ u mì đẹp lắm. Rồi lên thổ cẩm. A28 em hết rồi, bây giờ lên mà A29 179 cho Thúy Kiều Bùi. Rồi lên liền cho em mã A30. A30 149.000 có tỷ dùng cho em. Lên liền cho em mã A30 149. Lên nha cả nhà nha. 149.000 tỷ còn 139. A29 cho chị Nông Nga. Rồi lên liền cho em mã này là mã A30 dùng cho em. A30 nha cả nhà. 149.000 áo len dùng cho em. Các bạn có thể phối sơ mi bên trong nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. A30 dùng cho em ha. 149.000 có sỉ dùng cho em. Áo len nha mấy chị yêu nha. Len dùng cho hả? A30 đi cho em 149 ạ. Lên liền cho em mã A30 dùng cho em 149.000. Chị ăn em ba ơi, hàng ở khu vực mình đi không có được á chị ơi. Thôi chị không lên phạm lấy cái này mặt này chị. Mua A30 đi cho em 179 ạ. Chị like màu gì rồi đúng không? Lớp chị em like 29179 do bạch mã. Lớp chị em like cho mình màu xanh xanh đen đen á. Còn đây là màu rêu nha. 199.000 có sỉ dùng cho em. Mà cái set này đẹp lắm luôn á. Cả nhà em có up story rồi đó. Mấy cái mẫu này em về thêm đó mấy chị. Đợt trước là hết sạch luôn á. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em. A31. Lên liền cho em mã A31 199.000. Con này mặc một cái là đáng luôn đó mấy chị. Mà xinh lắm. Xin ơi là xin luôn nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con áo xô nè. Đẹp ôi là đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng theo nha mấy chị nha. Lên liền cho em mà A31 199.000 có sỉ dùng cho em. Lên A31 199 ly với em mấy chị ơi. A31 đó chị. Lên liền cho em mà A31 199.000 xếp 24 nè. A31 199 nhiều Phong Lan. Em thấy nhiều bạn bán cái này toàn cho Như Quỳnh 400-500.000 thôi mấy chị. Cứ mua một xếp về mang đi đảm bảo là ghiền tao bao hàng cao cấp luôn đó mấy chị. Nhưng mấy chị nha 199.000. Mình mua một cái là mình mặc ơi là mặc mà kiểu giống như là phối nhiều đồ được luôn ấy. Nhưng mấy chị nha. Phối ghi lê khá. Ok trang lên nha. A31 199 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mà A31 dùm cho em 199.000 nha mấy chị nha. 199. A31 cho thì Linh Nguyễn. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A32 dùm cho em nè. A1 99. Rồi lên liền cho em mà A32 dùm cho em 199.000 có sỉ dùm cho em. Xịn lắm. Đúng rồi, Bà Rịa Vũng Tàu chưa đi được chị ăn em ba ơi. Để coi đi được, em cho đi cho mình chị ạ. A4199 lên cho em ạ. Còn một xếp cuối cùng ạ. Rồi lên liền cho em mã nha cả nhà ơi. Chốt liền cho em mã này là mã A32 dùng cho em. 199.000 dùng cho Hải. Đẹp lắm. A32 cho Phong Lan. Trời ơi, nó xịn. Đẹp luôn á mấy chị. Được, cố gắng vừa xem, vừa tấm tương tác, vừa chia sẻ lên cho em đó mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã A32 dùng cho em ha. 199.000 dùng cho em. Wow, ôi cái set nó đẹp. Ôi, nhức nách mấy chị ơi, đẹp lắm. 55kg đổ lại men ok dùng cho em ha. Lên liền cho em mà A32 dùng cho em. 199.000. A31 mấy chị nào SML đều mang vừa hết chị. Nó có cái ghi lê bên trong, cái ghi lê bên ngoài cho mình là ok luôn á. Đẹp lắm mấy chị ơi, lấy con này mang nè. Xịn ơi là xịn luôn ấy. A32 lên cho em 199 đi ạ. 199.000. Lên liền cho em mà A32 dùng cho em ha. 199 dùng cho em có mấy set không mấy chị. Ôi mấy cái set đó về mang tết để dành mang cũng đẹp. 29179 lúc nãy chị thấy chị Bùi có rồi chị ơi. Rồi em lên cho mình một con quần nha. Siêu cao cấp luôn mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mà A33 dùng cho em. 79.000 dùng cho em ha. Quần này chắc của nó siêu xịn mấy chị. Nhìn cái dáng quần này. Nhìn dáng quần dùng cho em ha. Kèm đai cho mình luôn. Lên liền cho em mà A33 dùng cho em. Mấy chị mua cái set A32 á để dành tết mang cho Hải. Nha mấy chị nha, đảm bảo tết không có hàng đẹp như vậy đâu. Từ đây mấy chị cứ nghĩ đi. Nha mấy chị nha, đi hiện tóc này kia mình không có hàng mà kiểu như vậy mà 199.000 đâu mấy chị. Tết không mua một con áo phông thôi 200.000 rồi. Nha mấy chị nha. A32 lên 199 cho Trúc Trần. Rồi lên liền cho em mà A33 dùng cho em. A32 chị Hồng là TT. Rồi lên liền cho em mà A33 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà A33 79.000 cùng nha mấy chị nha. Chắc đẹp. Thì tao bao. Size này mấy chị 60kg mang ok chạy luôn, kèm đai cho mình luôn. Lên liền cho em mà A33 dùng cho em.
Lên liền kem mẫu quần A33 nha cả nhà ơi, với giá là 79.000 dùm kem. Thêm chị 2 set A31, A32 luôn nha. Ok chị Phong Lê ha. Lên liền kem mẫu A33 dùm kem. A33 nha cả nhà ơi, 79.000 dùm cái quần này mấy chị. Con quần này mấy chị ở dưới mà mình tăng like lên một chút xíu nữa là mình mang nó dễ lắm, mặc có áo không. A33 cho chị Thảo Nguyên 710. 79.000. 79.000. A33 đó chứ mẹ. A32 lúc nãy 199 cho Thanh Xuân. Rồi lên liền cho em thêm cho Phong Lan 1 set A31, 1 set A32. Rồi lên liền cho em mã A34 dùng cho em. Lên liền cho em mã A34 nha cả nhà ơi. 79.000. Cho chị xem quần mới lên với Hải. Còn chị nghe nha, lấy quần này mang đi chị. Đẹp ấy, mặc giá ấy. Mặc áo cà rất tốt cũng đẹp nha. A33 ba con Nguyễn Hùng Phúc. Áo cà rất tốt cũng đẹp, chị về chị nhận đi. Cái quần của nó xịn lắm, quần của nó đẹp lắm, form của nó A33 cho trời bé. Giống như là dán quần bôm ấy, y như là dán quần bôm á, có thể săn lên highlight nha mấy chịu nha, săn like dưới lên, mang về thể thao cũng đẹp nha. A33 em còn vài con dầu nữa cho liền cho em. 79.000 quần hồng. A33 dùng cho em. Rồi lên liền cho em là A34 dùng cho em, 79.000 áo babido. Áo babido nha mấy chị nha. Lên liền cho em là A34, 79.000 áo babido dùng cho em. Con này mặc quần cắt pha, mặc quần phòng, mặc với lại quần quần da, mặc với lại quần mà quần nhung á mấy chị nha, mấy chị nha. Lên liền cho em là A34, 79.000 dùng cho em. Quần hồng 79.000 cho Mia Mia. Rồi lên liền cho em mã này là mã A3 mấy nha? 4. A34 dùng cho Hải nha. Với giá là 79.000. Lên liền cho em mã A34 79.000. A34 cho thầy Linh Nguyễn. Chốt liền cho em mã A34 79.000 dùm cho em. A34 Trịnh Hoài Nguyên. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Đây chị nào nãy không lấy được cái đầm màu đen thì lấy caro nâu cho Hải. Lên liền cho em mã A4 Kim Hằng Trần. Rồi lên liền cho em mã đầm caro 109.000 có sĩ dùng cho em. Chơi với liền A34 79.000 giúp em ạ. À. Xin thật sự luôn ấy. Cảm ơn mọi người xem, tương tác và chia sẻ like lên cho em nha. Hồi nãy có con ghi lê đen lúc nãy đó về nha, phối vô nha mới chịu nha. Mặt tráng xung rồi thì phối ghi lê vô đẹp. A4 cho chị à. Hằng Elisa. A4 là đây nha. Rồi lên liền cho em mà A35 dùng cho em, 109.000 có sĩ dùng cho em. Nút này mấy chị ơi, nhìn cái nút của nó đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha. Chốt liền cho em mã này là mã A35 đầm caro. A35 109 lên cho em ạ. 109 nghe. Nó giống cái đầm cho Sam Nguyễn 638 caro đen lúc nãy á mấy chị, nhưng mà đây là caro nâu. Lên liền cho em mã caro nâu, á caro kem á mấy chị, 109.000 có sĩ nha. Hôm nay chị nào bầu mang được, bầu mang được. A35 109 lên cho em ạ. Bầu mang ok la luôn, giờ lấy thì chốt. Trời ơi. A35 Mỹ Hạnh, A35 cho Hằng Elisa. Nó thật luôn á chị. A35 là 109 mấy chị hả? Chị không lo, chị lấy cái đầm này nè. Nó đẹp mảnh xịn. Giờ lấy cái liền mà A35 109 lên giúp em ạ. Con này không đẹp, không lấy tiền mấy chị luôn á thật. Mua một cái là mua về mặt, đáng tiền luôn. Đây nha mấy chịu nha, một con váy nè, sau mà kèm cho mình một con ghi lê nha cả nhà nha, 199.000 có sĩ. Lên liền cho em mã này là mã A36 chứ. Rồi lên liền cho em mã A36 dùng cho em, 199.000 có sĩ nha mấy chịu nha. Thôi nè, cái này mặc lên mới được nha, tại vì Hải không Hải chưa có móc lên nó mới chịu đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, nguyên set như thế này nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A36 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A36, 199.000 có sĩ dùng cho em. Nút này mấy chị nè, nút nha mấy chị yêu nha, ở dưới của nó là xếp ly. Form này mấy chị nào mặc S mặc M đều mang ok cho Hải luôn. Lên liền cho em mã A36 dùng cho em, 199.000 có sĩ nha mấy chị yêu nha. Tặng kèm mình con ghi lê nè, mà con ghi lê của nó là hàng hai lớp cho mình, hai lớp nha mấy chị yêu nha, hai lớp luôn mấy chị, chắc rất là dày dặn luôn, không phải là hàng mỏng nha mấy chị nha. A36 lên cho em 199.000 ạ. A36 dùm cho em 199.000. A36 chị Phong Lan 199. Lên liền cho em A36 199.000 có sĩ nha mấy chị nha. Mấy chị mua một hết đó thôi, vậy mình để dành tết mình mang. A36 cho Mai Nguyễn 199. Rồi lên liền cho em A37 dùm cho em 199.000. Thôi nó đẹp. Trời ơi. Cái này ơi,
order con váy này nha, 580 mấy triệu nha, 580 ở trong nhóm order bạn nào ở trong nhóm là biết liền á, nha mấy triệu nha. Em bán mấy chị 199 nha, em cam kết mấy chị rẻ hơn 200 ngàn luôn á, nha mấy triệu nha, không có rẻ hơn vài chục đâu, 200 ngàn. A37 nha, nắng hoa 199. Mà A37 dùng cho em ha, 199 ngàn có sỉ dùng cho em. Mấy cái mẫu này được trước em bán hết sạch luôn mấy chị, em mới vừa về hàng luôn á, nha mấy triệu nha. Rồi chị nào lấy thì chốt rồi dùng cho em, size S, size M, size L rồi mang OT cho Hải luôn. Đẹp mà size A37 cho Phong Lan hai con 199. A37 dùng cho em ha, A37 dùng cho em 199 ngàn, đẹp lắm luôn á mấy tình yêu ơi, chốt lại nha. Lên dùng cho em, mã dùng cho em. A37 cho Mia Mia 199. Ủa đưa em mấy cái hơi biểu, hơi biểu bật. A7 cho Mia Mia. Rồi lên liền cho em mã này là mã A38. A7 cho Nguyễn Đăng. Rồi lên liền cho em A38 89. A37. Mấy chị thấy mấy con đầm mà bình thường thôi, người ta đã bán mấy trăm ngàn rồi. Mấy chị thấy con đầm không? Tối lên dài cho mình luôn, lên rất là đẹp luôn mà em bán 199 ngàn. Còn rẻ hơn cả một con ốc thông thường luôn á mấy chị, nói thật sự luôn á, nhưng mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã A38 dùng cho em. Ghi liền cho em mã A38 dùng cho Hải nè. A38 nha cả nhà ơi, với giá là 89 ngàn có sỉ dùm cho em. Lên liền cho em mà A38 89 ngàn. A38 Lan Ly. Lên liền cho em mà A38 89 ngàn có sỉ dùm cho hả? A38 cho Phong Lan hai bộ. Lên liền cho em mà A38 nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mà A38 89 ngàn ạ. A37 nó còn anh chút nha. A38 Nguyễn Hồng Phúc hai còn hai bộ. A7 Trình Hoài My 199. A7 Lê Sam Nguyễn, A7 Thảo Nguyên. Rồi siêu phẩm. Rồi lên liền cho em mã A39 dùng cho em. Lên liền cho em mã A39 nha mấy triệu nha, 189 ngàn. Mùa này em thấy mấy chị mặc mùa này là đẹp nè. Mặc cái quần nha, để cho mấy chị xem. A38 cho Ngọc Bảo Trân. Siêu dễ thương luôn, ở đây là theo cho mình nè. Theo nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã A39. Chốt liền. A38 vô Hồng Khoa 53 bộ. Lên liền cho em mã A39. Dễ thương lắm mấy chị. 189 ngàn có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã A39 189 có sỉ. A38 cho Trang Hoàng. A39 này mấy chị 58 cái đổ lại em luôn. Bỏ cái bìa nó qua mẹ khóc nó giả không còn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A39 dùng cho em còn. Chốt là dùng cho em mà A39 189 ngàn có sỉ dùng cho Hải. A39 189 cho Diệp Ngọc. Hải có được 5 set á. Giờ lấy chốt là dùng cho em mà A39. A39 nha cả nhà. A39 189 lên cho em cho Nắng Hoa. Rồi lên dùng cho em mà A39 dùng cho em. A39 lên cho em 189 ạ. Lên liền cho em mà A39 mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. A39 lên mã liên tục với em mấy chị ha, 189 ngàn. Diệp Ngọc là cho Nắng Hoa nè. A39 cho Thùy Dương. A39 lên em cho Mia Mia. Rồi ghi liền cho em cái mã này nha mấy chị nha. A39 cho Lê Thanh Huyền. Rồi tự tin nói là mấy chị đi mua order con này là hàng. A39 Bé Út 600 mấy nha mấy triệu nha. Em bán cho mình 240. A39 Nguyễn Hồng Phúc. Rồi lên liền cho em mã A40 dùng cho em 249 ngàn. Đúng được mấy con mấy chị. A39 Nguyễn Hoa có rồi ạ. À. Con này là hàng chuẩn to bao nha. A39 Tân Thảo. Ví dụ như là các bạn về các bạn sẽ nhìn nhận hàng các bạn sẽ thấy khác hẳn của hàng mình và hàng to bao. Bé Út có rồi ạ. À. Hàng to bao nó sẽ xịn hơn, chất vải của nó nè. Mia Mia có rồi ạ. À. Mấy chị nhìn nó nét hơn nè. Nhưng mấy chịu nha, dạ cho mấy chị luôn. 249 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em A40, 249 dùng cho em bao giờ. A49 nha Thủy. Nhưng mấy chịu nha, 249 ngàn dùng cho Hải. Thiệt sự luôn mấy chị, ô đẹp, ô là đẹp luôn nha mấy chịu nha. Một con áo dạ caro nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A40 dùng cho em ha. Chốt liền cho em mã A40. Hôm nay mấy chị nào 55 cái đũa lạnh ok cho hả? Ok chị hàng hãy lì ra nha. 249 ngàn nha mấy chịu nha. Chèo lấy chốt liền cho em mã A40 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã A40 249 ngàn dùng cho em. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi.
xịn lắm luôn nha, mấy tình yêu. 40 mai thì 1249. Đó liền kem mà A40, chị nào bán số á chị lấy cái hàng này đi mấy chị, hàng cao cấp lắm luôn á mấy chị, thử vô là đẹp rồi. Đẹp lắm. Đó liền kem mã dùng kem 249.000. Hàng lộ 1 nha mấy chị nha. Rất liền dùng kem mã dùng cho. Tháng 10, 249 lên cho em đi ạ. Lên liền kem mà A40 nha mấy chị nha, 249.000 dùng kem. Rồi lên liền kem mà A41, một con áo len nha mấy chị nha. Len màu nâu dùng kem, cổ siêu đẹp luôn, cổ đẹp chưa mấy chị. Con này mình mua cho mẹ cũng được, mình mang cũng thời trang, mẹ mang cũng thời trang ha. Không bị kén da, không bị kén tuổi luôn mấy chị nha. Ui, mấy chị nha. Cái này mấy chị mặc bỏ vô trong quần mấy bạn mặc với là áo khoác này kia cũng rất là đẹp. Tại vì cái cổ nó đẹp nè. Nhưng mấy chị nha, bao nhiêu mấy chị ơi? 49.000. Ông mua cho Sam Nguyễn 249. Rồi lên liền cho em mà A41 dùm cho em. Bao nhiêu cả nhà ơi? 49.000 thôi. Lên liền cho em 49.000 nha, sẽ còn 39.000. Sẽ còn 39.000. Lên liền cho em mã A41. A41 49.000 lên cho em đi ạ. 49.000 mà còn có sỉ luôn á. Lên liền cho em mã dùm cho em A41. Lên liền cho em mã A41 dùm cho em. A41 49.000 Nguyễn Phúc ba con. Lên liền cho em mã A41. Cho em mà A41 49.000 lên cho em đi ạ. Chị có áo sơ mi phô 70kg mặc được không? Ví dụ như sơ mi này 70kg may vừa này chị, nhưng mà nó hết trơn nè. A41 Lê Vũ hai con. Rồi cái con này là nhập đắt hơn mấy chị, hôm nay cũng bán luôn mấy chị 89.000 không tỷ nha. Rồi lên liền cho em mã A42 dùm cho em đi. Rồi lên liền cho em mã A42 dùm cho hãy. Tặng mấy chị con này 89.000 không tỷ luôn nha. Hãy nhập cao hơn á, mà hôm nay cũng bán 89.000 luôn. Không lãi 1.000 nào luôn á. Tỷ cũng lỡ mà lỡ, lẽ cũng lãi luôn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 42, 89.000 luôn. A42 xong út. Lên liền cho em mã A42, 89.000, 60kg này ok đó mấy chị. Lên liền cho em mã dùm cho em mã A42 lên giúp em đi ạ. Chị nào chưa nghe em đọc tên thì lên mã liên tục với em đó chị ạ. Lên liền cho em mã A42, em bán tặng 89.000 luôn á cả nhà. Hàng đẹp lắm. Lên liền cho em mã A42. Thì cái hàng có ba này nó lẻ quá, để xíu em mới lên được nha. A42, 89.000 lên giúp em đó chị ạ. Cuối ai mới lên hàng to bao này được mấy chị ơi, không không lên được tất cả vì nó lẻ quá, một cái hai cái lắm không. A42 cho chị Hương Phan. A42 xong út có rồi à, cho Thương. Rồi lên liền cho em mà A43 dùng cho em 189.000 bộ màu trắng. A42 Phong Lan hai bộ. 43 dùng cho em hàng theo này mấy chị. A42 cho Nguyễn 87. A42 nắng hoa. Lên một cái mã này em nói là gian vô vô, bạn vô gian vô 450. A42 cho Mia. Rồi lên liền cho em mã A43 dùng cho em. A42 cho Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mã A43 nha cả nhà. A42 Ngọc Thảo. A43 189.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A43 A42 Quỳnh Thị Linh. Lên liền cho em mã A43 dùng cho em 189.000 dùng cho em ha. 189.000 A43 bộ u mì dùng cho em. Hàng u mì nha cả nhà nha. U mì mà mập quá mẹ. Mập quá thì giảm ký. A43 lên cho em 189 ạ. Anh cảm ơn chị. Lên liền cho em mã A43 189 dùng cho em. Giảm cân mấy chị ơi. A43 lên cho em 189 ạ. Lên liền cho em mã A43 189 dùng cho em. Rồi lên mã liên tục với em A43 189 mấy chị nhá. Mấy chị mới về thêm một con áo vest hàng đẹp nha. Đẹp lắm. Đẹp nha, hôm trước không có nè. Chị không lan mua một cái về mang chị. Không bán đắt thì mua về mang. Đẹp lắm. A43 Vĩnh Trâm 189. Ông ba Vĩnh Trâm 189. Vĩnh Trâm 342 mà. Ông ba nè. Ông ba lấy em 189 mới chơi, chị Vĩnh Trâm là A42 không ba. Một mua một con này về mang. Ông ba cho Nguyễn Thị Minh Hoa 189. Mang với người ta cho đẹp nha mấy chị nha. Mua một cái là đáng một cái luôn. Cái này mấy chị
có hàng xưởng của mình lên nha, mà nhìn chán lắm. Ông ba mia mia 189. Có một mấy bạn bán hàng xưởng của mình lên đã là hàng 200 280 rồi mấy chị nha. 280 nha cả nhà ơi, em bán cho mấy chị là hàng chuẩn luôn nè. Nhìn cái tay của nó nha, chói mắt luôn mấy chị ơi. Hai lớp cho mình nè, có cầu vai nha. Và đai của nó ấy. Ông ba Dung Nguyễn 189. Cái dây xích như thế nào nha mấy chị nha. Size của Hải đang cầm là size mấy chị nào mà mặc size M, size L ok nha mấy chị nha. 58 cái đũa lạm em ok cho Hải nè. Đó, nha mấy chị nha, gài vô nha mấy chị nha. Em bán cho mấy chị 315.000 em bao giá toàn quốc. Bao giá toàn quốc nha mấy chị nha. Không có chưa? Bao giá toàn quốc nha mấy chị nha. Mấy bạn cứ thử order con này đi, 700.000 ha, em bán mấy chị 315.000. Nha mấy chị nha, 315.000 kèm cho mình đai như thế này luôn. Mình mua một con về mình mặc nha mấy chị nha, sang xịn luôn nha mấy chị nha. Năm này mình mặc xong cắt vô, năm sau mình mặc tiếp nha mấy chị nha. Nè, đẹp. Không có gì bên trong ơi. Lên liền cho em mã 315 dùng cho em. 315.000 nha mấy chị nha. Đáng tiền lắm luôn á cả nhà. Siêu. Ông ơi, Dung Nguyễn có rồi ạ. Lên liền cho em mã A44 dùng cho em, màu đen nha mấy chị nha. 315.000 dùng cho em. Cò vai cho mình. Cầu vai nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. 315.000. Lên liền cho em mã này là mã A44 dùng cho em. 315 mấy chị. 315 nha mấy chị nha. Mặc dễ lắm luôn. May cái này sao mà may là bốt nha mấy chị. A44 315.000 lên cho em. Là xịn luôn mấy chị nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã A ba mấy anh? 44. A44 dùng cho em 315.000. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Nhìn cái dây xích của nó nha mấy chị. Đẹp lắm. Nha mấy chị nha, xịn lắm. Lên liền cho em mã A44 dùng cho em 315.000. 315 nha mấy chị luôn nha. Giờ lấy chốt liền cho anh. Rồi hãy lên cho mình một con áo hàng gian vô vô mấy chị ơi. Gian vô vô nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A45 dùng cho em. Chị còn màu, chị còn một cái màu nâu nữa mấy chị. Mặc đẹp lắm luôn á thề. Phải gọi là mấy chị về mà mình mua con áo 250.000 của mình lên đi, mình thấy nó khác một luôn mấy chị. Nhưng mấy chị nha, trong khi đó bù thêm 100.000 nữa thôi. Nhưng mấy chị nha. Rồi chiều ấy thì chốt là dùng cho em mã dùng cho em A45 dùng cho em nè. Chốt là dùng cho em mã A45 nha mấy chị nha. 169.000 dùng cho hải. Rồi lên liền cho em mã A45 169. Không, chị không có về bốt nha. Bốt bữa nay cao lắm, không có về đâu mấy chị. Bình thường bán để rẻ mà. Thì mình năm ngoái em bán bốt hình như là 180.000 hết, 190 á. Bữa nay về không nó tới nó tới 200 mấy rồi mấy chị, 250 về tới mình rồi mấy chị, nên là không có bán nha. Để bạn đi số các bạn thử mua cho sướng. Rồi lên liền cho em mã dùng Quỳnh cho. Quỳnh Thư A44 315.000. Rồi lên liền cho em mã A45 dùng cho em. 169.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em, không 70kg không vừa đâu chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đi liền cho em mã A45 169.000 có thể dùng cho em ha. Lên liền cho em mã A45 dùng cho em. A45 cái này hãy mới về thêm luôn á, hãy mới về lại luôn á mấy chị, hãy về được rẻ. A45 169 lên cho em ạ. À, yên tâm nha mấy chị nha, về rẻ là bán rẻ cho mấy chị. Lên liền cho em mã A45 lên cho em 169 mấy chị nha. Lên liền cho em mã A45 169 dùng cho em. Đẹp lắm luôn á mấy chị, đợt trước về hết hết sạch luôn á mấy chị. Con áo kem nó dễ thương lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A40. Lên liền cho em mã A46 dùng cho em nè mấy chị. Lên liền cho em mã A46 dùng cho hải. Với giá là 89.000. Lên liền cho em mã A46 89.000. Đây mấy chị. Rồi lên liền cho em mã A46 89.000. Vừa xem vừa chấm tương tác vừa chia sẻ lên cho em mấy chị ạ. Với mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã A46 89.000. Bộ vàng dùng cho em nè. Vàng nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho hải. A46 dùng cho em với giá là 89.000, sỉ còn 79.000. Sỉ còn 79 nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã A46. A46 nha mấy chị nha. A46 cho chị à. Thật thảo 89.000. Lên liền cho em mã A46. Trời ơi. A46 Nguyễn không? A46 cho Nguyễn Hồng Phúc, A46 cho Ngọc Bảo Trân. Ui là trời. A46 cho em 89.000 đi ạ. À. Hai xếp thôi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã A47. Rồi lên liền cho em mã A47 nha mấy chị. A46 cho Hồng Khoa 3 bộ. Rồi lên liền cho em mã A47 189.000. Cho lấy liền A46 89.000 lên cho em đi mấy chị ạ.
Thì hồi mình lên Manto mà lên hàng hàng rẻ thì cũng may chốt, mà lên đắt cũng may chốt mấy chị, tại vì lúc đắt thì nó phải đẹp mấy chị ơi, còn rẻ thì phôm nó sẽ không có đẹp mấy chị ơi, phôm nó bình thường nó mỏng ấy, còn còn mà hàng chắc cao kỳ nó phải dày mấy chị ơi, nha mấy chị nha. Áo phát Manto là mấy chị để ý mấy chị mua mấy cái hàng mà chắc cao kỳ á, nha mấy chị nha, nó sẽ đẹp hơn, lên dáng nó đẹp. A à, muốn mấy không? 7. Rồi lên liền cho em mà A47 dùng cho em 199.000 dùng cho em. A47 A47 mẫu em. Có 2 set thôi mấy chị. 2 set nha mấy chị nha. Trời ơi cái này đẹp quá. Thiệt đấy. Chị nào cần hàng cao cấp thì mấy chị cứ lấy nha. Mua về mặc lên phô là ghiền nha. Mua một cái là ghiền luôn á mấy chị. Đẹp lắm. A47 199 lên cho em à, cố gắng vừa xem vừa chấm tương tác lên cho em đi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mà A48 dùng cho em mấy chị, 249.000 màu nâu. Trời ơi giá trị chưa? Giá trị thật sự luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nè. Đó. Mua một con về mấy chị mặc. Phối với cái gì cũng ok la hết á, đẹp lắm mấy chị. Thịnh lắm nha mấy chị nha. 249.000. Lên liền cho em mà A48 dùng cho em. Lên liền cho em mà A48 nha mấy chị nha. Caro nâu dùng cho em 249 thôi mấy chị. Mua mấy con này về mặt đi xịn lắm luôn, phải nói thật sự luôn mấy chị. Caro nâu 249 lên liền cho em mà Caro nâu dùng cho em 249.000 nha mấy chị nha. Xịn lắm. Ôi bán 249.000 bằng mấy chị mua một con áo phông mà người ta hay bỏ vô trong cái hộp cho mình đó mấy chị, nha mấy chị nha, phông thường thôi. Cho chị con đó đi. Con 48 249 lên cho em. Lên liền cho em mà A48 nha mấy chị nha. 249.000 dùng cho mày. Cố gắng mình xem mình chấm tương tác mình chia sẻ lại lên giúp em mấy chị ơi. Mấy chị ơi xem tương tác cho Hải với. U là trời. Hàng bông nó chi đắt lắm mấy chị ơi. Không bao giờ mà có giá rẻ thật. Rồi cái này lên liền A48 Trần Thu Huyền. Rồi lên liền cho em mà A49 159 dùng cho em. Lên liền cho em mà A49 159. Dạ không có size lớn thì Dung Nguyễn ơi. Nhà Hải không có size 70kg nha. Thiệt hàng đông nó đắt lắm mấy chị nha. Bình thường mình đi mua một con cũng biết á, nhưng mà hàng đẹp thì nó phải như vậy á mấy chị. Nha mấy chị nha. Tại vì Hải bán ví dụ như hàng hè thì bán rẻ, tại vì ô màn sale mấy chị. Nha mấy chị nha. Còn mấy cái hàng đông mấy chị biết, mua một con áo mỏng mỏng thôi cũng giá cao rồi. Một con len mông thôi 159.000. Một con len mông thôi cũng đã 200.000. Nha mia mia. Đây nguyên một con áo khoác luôn mấy chị. Rồi lên liền cho em mã này là A49 dùng cho em. A49 tiếng lè nặng. Lên liền cho em mã A49 dùng cho em ha. 159.000 dùng cho Hải. Lên liền cho em mã A49 159. Một con áo khoác hồng. Con này mặc dễ thương lắm. Siêu đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Này con này mình còn có con thôi đúng không? Đây này con này còn con thôi mấy chị ơi. Màu nâu. Giờ lấy cái liền mã lên hồng A49 159.000 cho em. Con lấy màu này này. Có con cuối cùng á. Lấy không nè. 315.000. Hết rồi mấy chị. Một con duy nhất nha. Con này size L may vừa nè. Đó. Màu kem. Màu nâu 315. A 50 dùm cho em. 315 có con thôi nha. Một con duy nhất thôi. Chị nào lấy thì chốt đi dùm cho em. Nó đẹp lắm mấy chị ơi. Có cái mấy chị nhìn cái đai của nó thôi mình cũng thấy nó xịn đấy. Nhưng mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mặc A50 dùm cho em. 315 nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. A50 dùm cho em một con nhé. A50 dùm Phong Lan 315. Lên liền cho em mã nha mấy chị yêu nha. Hình như A50 này còn một con thôi. Có một con thôi chứ ơi giờ chậm rồi. Chạm môi nha, một con. Rồi lên liền cho em mà A51 dùng cho em. Lên liền cho em mà A51 89.000, có hai con thôi. Lên liền cho em mà A51 89.000 dùng cho hả? A51 nha mấy chị nha, 89.000, có hai con nhất. Hai con nha. Lên liền cho em mà A51 89.000, hai con. Cái gì anh? Không mà em thấy nó lại. Em bỏ vô cái con. Bỏ lại nó mua má. U là trời. Nặng lắm luôn á mấy chị ơi. À là 189.000 cho em móc qua trời. Nè lấy cái màu này cũng được. Hết là 51 luôn ạ. Đẹp lắm mà này màu kem kem nha. Màu kem kem xịn lắm. Lấy một con này mang đi mấy chị ơi. 315.000. Nhiều lúc mình thấy người ta bán hàng order của mình thôi mấy chị. Một cái set thôi cũng đã chơi. Ví dụ như mấy bạn mà bán hàng thiết kế lên kìa mấy chị. Một cái set thôi thường thường thôi cũng bán hết
300-400 ngàn rồi. Đây nè mấy chị nè, màu kem nè, đẹp lắm. Màu kem nha, không phải là màu trắng nha cả nhà nha. Lên liền cho em kem, dùng kem với giá là 35 dùng kem. Lên liền cho em mã này là mã mấy? 52 dùng kem ha. 315 dùng kem. Lên liền cho em mã A52, màu này đẹp nè mấy chị nè. Đẹp lắm. Nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng kem. Lên liền cho em mã A52 dùng kem. Nha mấy chịu nha. Nhìn cái đai không mấy chị ơi xin. Này nó nặng lắm. A52, 315 lên giúp em chị nào, không có A54 luôn. Không có A50 đâu mà A52 lên giúp em mấy chị hả? Đẹp, ôi là đẹp luôn á, cả nhà ơi, có 3 con thôi nè. 3 con thôi mấy chị ơi. Cái này kèm đai vô nó không có rộng đâu chị Nắng Hoa. Đẹp lắm luôn á, thật sự nó là giá trị mấy chị ơi. Nặng mà siêu siêu đẹp luôn. Đẹp. A52 lên giúp em 315 ngàn ạ. Lên liền cho em mà A52 dùm cho em ha. 315 ngàn, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Siêu giá trị á. Mua một cái là đáng tiền luôn. A52 kem cho Liên Hoàng 315. Đây để chạp em lên cái con áo manto hàng của mình lên cho mấy chị ha. Hàng của mình lên mấy chị nhìn so sánh là khác liền luôn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi ghi liền cho em mã này là mã xếp dùm cho em nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã A53 dùm cho em mấy chị ơi. 89.000 có sĩ dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã A53 89.000 có sĩ dùm cho hãy. Chốt liền cho em mã A53 89.000 có sĩ nha. Bộ dùm cho em. Bộ dùm cho hãy. 89.000. Lên liền cho em mã A53 89.000 dùm cho em ha. 89.000 mấy chị chốt liền luôn ha. Mấy cái bộ này hốt á. A53 89.000 sao Nguyễn? Em cho mấy chị xem cái áo của mình lên nha mấy chị. Sao Nguyễn 638 ha. A53 hai bộ cho Nguyễn Hồng Phúc. Đây hàng này đó. Có ở đây có xe lờ gì Liên Hoàng. Hàng gì em cũng có hết mấy triệu nha. Nè. Chị nhận về mấy chị đã thấy khác hẳn luôn. Đây cũng cây măng tôi nhưng mà con này là hàng của mình nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái này là hai cái đai tay nè nha mấy triệu nha. Lúc nãy nó là size L ở chị Hồng Nhung Lê. Nhưng ví dụ như các bạn mặc size M được. Tại vì nó có đai á mấy chị. Đây mấy chị cũng là hàng của mình nha mấy triệu nha. Nhưng vải của nó không phải là hàng chắc tan tươi nhưng mấy triệu nha. Đó. A53 Nguyễn Đăng, A53 Hoa Đặng bán cho mấy chị luôn với giá là bao nhiêu mấy chị ơi? 99.000. Lên liền cho em mã A53 99.000 nha mấy chị. A54 chứ không có ai bộ. Lên liền cho em mã A54 dùm cho em 99.000 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A54 99.000. Em bán 99.000 nhưng mà con này các bạn đi mua chỗ khác người ta bán mấy chị 250.000. 250 nha mấy chị nha. Hàng của mình lên nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Cái liền cho em mã này là mã A54 dùng cho em ha. Lên liền cho em mà A54 kèm đai cho mình luôn 99.000. Chốt liền cho em mà A54 99.000 nha mấy chị. A54 Minh Tuệ chú 9.000. Lên liền cho em mà A54 dùng cho em 99.000 dùng cho em. Minh Tuệ hai con. Lên liền cho em mà A54 mấy chị ơi 99.000. A54 lên cho em 99.000 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã xếp. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. A55 dùm cho em nè mấy chị. 189.000 nè cái bộ này. Rồi cái hàng Umi nó đẹp ghê luôn á trời. Cái em size L thì mới lấy nha. Em có size L đó chị ơi. Nãy giờ khách hỏi size S, size M mày không có đó. Size L. Size L nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã A55 dùng cho em 189.000 có sĩ bộ u mì hàng xịn luôn đó mấy chị. A55 189 lên cho em á. Bộ u mì hàng xịn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã A55 dùng cho em 189.000 sĩ còn 179 đó. Bộ u mì hàng xịn nha mấy chị nha. A55 một bộ 189 nha Nguyễn Phúc. Nè mấy chị mua bộ này mặc đâu nha mấy chị. Đẹp 189.000 đáng tiền. A55 cho anh Hồn. Rồi lên liền cho em mã A55 dùng cho em 189.000 xịn sò lắm luôn á mấy chị. Không con này tầm khoảng 55-56 kg thôi. Không có size M nha chị Hồng Nhung Lê rồi hết size M rồi. A55 189 lên cho em cho kia cũng mai. Nó liền cho A size M đây. Đây hãy có size M nè mấy chị. Size M đây chế ơi cho chị nha. Có hai con size M nè. Chị nào lấy size M không? Hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Vì chứ em cũng thích bán hàng đông. Tại vì hàng đông nó rất là đẹp. Thật sự là hàng đông đẹp nha mấy chị nha. Màu đen mà. Màu đen mà. Hả? Màu đen mà.
Rồi chị lấy kim A55 do nhiêu kim? Phải có kim A55 Phong Lan. Kim, à quên à, kim size M nè. Chị nào lấy kim size M, chút kim size M nó có đai vô mấy chị cực kỳ dễ mang luôn. Không có rộng quá đâu nha mấy chị hiểu nha. Nè, kem xay mò này không có đen mò nha, chỉ có đen lờ thôi, còn có kem mò. Giờ lấy kem mò đi, kem mò dùm cho em. Cho em một con kem mò, mò em một con kem. Ok chị Lê Vũ nha. Vô mặt đi mấy chị ơi, đẹp lắm luôn ấy. Trình lắp nặng lắm. Vô một con rồi nán một con luôn. 315.000 cho Lê Vũ á. Kem mò cho Hồng Nhung Lê. Hết kem mò. Hết mã kem mờ luôn ạ. À. Rồi. Chưa mà chị Kim Phú Mai ơi. Áo hoodie trắng nha. Ui ui, 79.000, lên liền cho em mã hoodie trắng 79.000, sỉ còn 69.000. Sỉ còn 69.000 một con áo hoodie nha. Con này là ôm ở trong hàng sale ta bao nha mấy chị nha. Hàng sale, hàng lẻ lộn xộn á mấy chị nha mấy chị nha, không theo hàng theo cục đâu. Con này em bán cho mấy chị luôn. 79.000 lên liền cho em mã hoodie trắng 79.000 hôm qua. Hoodie trắng dùng cho em 79.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã hoodie trắng 79.000. Hoodie trắng 79.000 Nguyễn Phố ba con. Hoodie trắng 79.000 cho Hiên Hiên. Chị Hiên Hiên mình trong đơn với ai mới rồi chị ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã quần ống sung dùng cho em. Quần ống sung nha cả nhà ơi, với giá là 75.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã quần ống sung 75.000. Quần ống sung dùng cho em 75.000 dùng cho em. 75.000 nha. Lúc liền cho em mã sung 75.000. Sung 75.000. À mã cho cái quần xanh đó đi. Đây cái quần xanh này bạn Thảo, Nguyễn Thảo có đang xem không? Lên liền cho em mã quần ống sung 75.000 có sỉ dùng cho em. Ok chị Hiên nha. Lên liền cho em mã quần ống sung 75.000 có sỉ dùng cho em ha. 75.000. Ôi đi trắng em hết rồi. Nè. Quần quần này chị nào hỏi em nè, tại vì em cắt hàng ta bao em có việc thêm cho mình nè mấy chị. Giờ cái liền mẫu quần xuống 75.000 lấy cho em. 79.000, lên liền cho em mẫu quần xanh 79.000 dùm cho em. Chốt liền cho em mẫu quần xanh cho khỏi nhầm ha, xanh 79.000 dùm cho em. Ôi cái chất của nó đẹp lắm luôn á cả nhà ơi, thật sự. Quần xuống 75 cho Phương Nguyễn 901. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mẫu quần xanh 79.000 dùm cho em. Quần xuống 75.000 cho chị Tình Lô. Quần xanh dùm cho em. Quần xuống 75 cho Dung Nguyễn 918. Quần xanh dùm cho em 79.000. Hãy nói thật luôn á, 79.000 có sỉ nha. Mà nó thật luôn, cái quần của nó, cái mã của nó đẹp. Ô là đẹp luôn, xuất sắc luôn á chị. Lên liền cho em mẫu quần xanh dùm cho em ha. 79.000 dùm cho em có sỉ. Sỉ còn 69.000. Lên liền cho em mẫu quần xanh 79.000 có sỉ dùm cho em. Xanh 79.000 Hồng Khoa. Lên liền cho em mã xanh 79.000. Xanh 79.000 cho Nguyễn Hồng Phúc. Rồi lên liền cho em mã áo nhung 79.000 có sỉ luôn mấy chị. Lên liền cho em mã nhung 79.000 dùng cho em. Hồng Khoa hai con xanh. Rồi lên liền cho em mã áo nhung kiểu dùng cho em 79.000. Đây là mấy này là hàng Tết. Xanh Ly Vũ hai con. Nha hàng Tết đang tới Tết mình cũng mua, còn mấy mẫu này mình mặc với là chân vái này kia đâu mấy chị. Mà hàng 150, 170, 180 giá sỉ đó. Thì mới chịu nha. Lên liền cho em mã áo kiểu nhung dùng cho em ha. Áo kiểu dùng cho em 79.000 có sỉ, sỉ còn 69.000. Hôm này mới chịu 25kg đũa làm em ok. Chị Phương Nguyễn cho anh bóc lắm thì chị mới qua với em luôn đi chị hả. Rồi lên liền cho em mã áo kiểu dùng. Ok em. Nguyễn Hồng Phúc. Rồi chốt liền cho em mã áo Nguyễn kiểu nha cả nhà ơi. 79.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã áo kiểu 79.000. Áo kiểu nhung 79.000 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã áo kiểu nha mới chịu nha. 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo kiểu 79.000. Và quần này áo kiểu 79.000 cho em bây giờ. Lên liền cho em mã áo kiểu 79.000. Cố gắng. Rồi sáng 18 tháng 8 mình chia sẻ like lên cho em bây giờ. Trời ơi, đẹp chưa? Cái kiểu của nó là caro mà caro kiểu xích sắc đó mấy chị. Mà có bao nghe. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em cái mã này là mã caro dùng cho em rồi mấy chị này. Caro nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã caro dùng cho em với giá là bao nhiêu hàng? 79.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã quần caro. Caro nha, quần ống sung dùng cho em. Mà đẹp lắm mấy chị ơi, nó xếp ly cho mình ha. Lên liền cho em mã caro dùng cho em 79.000. Caro 79.000 dùng cho em. Caro cho em nha. Lên liền cho em mã caro ngọc ngọc. Cái này có
một con khác này cho Hồng Kho luôn này. Hồng Kho lấy không? Cái này có hai con này. Đó có một con này. Đó đi bộ hai con. Cái đó có một con mà em lấy không? Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã số 1 đi mấy chị. Mã 1 dùng cho em ha. Bên hai mảnh nó sao mấy chị ơi, xem sao á. Rồi chốt liền cho em mã số 1 dùng cho em 89.000. Chốt liền cho em mã số 1 89.000. Mã 1 nha mấy tình yêu nha, 89.000 dùng cho hả. Lên liền cho em mã số 1 89.000. Có sỉ, sỉ còn 79.000. Một phong lan hai bộ, một cho Hồng Khoa. Mã số 1 với em 89.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùng cho em nè. 189.000 có sỉ dùng cho em, bộ dùng cho số em. Số 1 là Thảo. Đây là hàng bộ u mì nha mấy chị. Bộ u mì. Một cho anh Hình. Rồi lên liền cho em mã số 2. Ok, Dung Nguyễn em không chốt cho alo cho chị ạ. Mã số 2 dùng cho em 189.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 2 189 nè. Số 1 anh Hình. Xếp hàng u mì nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. Cô mấy chị nào mà 58kg đổ lại em ok. Chốt liền cho em mã số 2 dùng cho em nè. Cái bộ mã số 1 nó 65kg đổ lại em ok. Hãy bán nhiều mấy chị. Nhiều rồi, cái đó bộ đó là phun to mấy chị ơi. Phun to nha mấy chị nha. Bộ thun nó ai mang cũng được nên lại ít thì nó số ký á. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. 58kg đổ lạnh men ok dùng cho em. Bộ u mì dùng cho em, hồng rút dùng cho hải 189 lên liền cho em ạ. Ủa, bộ thương nó hải bán quá trời bán luôn ấy. Số 2 cho em 189.000 ạ. Lên liền cho em mã số 2. Rồi lên liền cho em mã số 3 quần ống sung dùng cho em. Số 1 hết rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em 79.000 có sỉ quần ống sung. Mã số 3 đây đúng không? Chị lấy quần này đúng không? Quần này đẹp mà nó y như vậy mấy chị ơi. Ừ, cái này nó có một quần đẹp mà mấy chị. Có cái à, em nói chị nào lấy thì chốt đi. Số 3 đây mấy chị ơi, 79.000. Cho liền cho em mã số 3. Số 3 79.000 cho Nga Nguyễn. Cái này là mã số 4 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt. Mã số 4 dùm cho em, có con gì nhất không? Số 3 cho Phương Nguyễn. Số 3 cho Lê Vũ hai con. Lên liền cho em mã số 4. Số 3 là Thảo. 79.000. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em. Ui. Số 3 cho Dung Nguyễn. Lấy luôn cho em số 4 đi, cho chị Lê Vũ mã số 4. Số 3 Phong La Phạm. Có nha chị Minh Tị, không có màu đen. Rồi lên liền cho em mã số 5, 65kg đổ lạnh nên ok dùng cho em, mã 5. Năm 89.000, trước mê mã số 5, 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5, 89.000, 65kg đổ lạnh nên ok nha cả nhà nha. Mã số 5 dùng cho em, bộ bài này. Dễ hương nó mấy chị, bộ này dễ hương. Quần số 3 màu tím em còn hai con quý vị ạ. Giờ cái này cho em. Số 5 hai bộ Hồng Khoa. Rồi lên liền cho em mã số 6 dùng cho em nè. Em ra em mặc cái con đi lê beo này nè. Cho mấy chị xem nè. Này con này mặc đẹp lắm. Mã số 7 dùng cho em 109.000 có sỉ à. Lên liền cho em mã số 7 109 có sỉ dùng cho em. Mã số 7 là ghi lê bêu. Ghi lê vằn đó mấy chị. 109 sỉ còn có 99.000. Mã này là mã số 6. Lên liền cho em mã số 7 đi mấy chị. Số 5 cho Lý Kiều. Con này đẹp lắm. 5 cho Nguyễn Phúc hai bộ. Mã 7 đi mấy chị ơi, nhầm em đọc mã 7 nha. 5 cho Nền. Rồi lên liền cho em mã 7, 109.000 có sỉ dùng cho em, ghi lê vằn. 5 cho Ngọc Thảo. Chốt liền cho em mã số 7, 109 có sỉ dùng cho em. Nha. Ai? À, bữa trước ghi lê mã số 7, 109 cho Thủy Nguyễn. Mẫu màu nâu còn đây còn kia. 879. Màu đen này hết nè. Ghi lê mã số 7, 109 lên giúp em chưa? Chúc rồi vậy Hiên Hiên ơi. Đây, cái này là kèm cho mình một cái túi nha mấy chị ơi.
mi bên trong. Đây mấy chị ơi nha, xong rồi kèm cho mình một con đầm ở bên ngoài. Thúy Vân ơi, mã số 5 hết rồi chị An. Sếp hãy mặc còn không? Sếp mặc hết rồi chị ơi. Rồi cái này nguyên set nha mấy chị ơi nha. Lơ liềm cho mã số 6 đi mấy chị ơi, 199.000 có sỉ dùng cho. Nè, đẹp lắm mấy chị. Trời cái nó cũng cứng. Mấy chị ơi gài về gài dùng cho Hải này, nguyên set như thế này nè mấy chị. Nguyên set nha mấy chị ơi nha. Xong rồi kèm cho mình một cái túi nè, 199.000 có sỉ dùng cho em. Giờ lấy một chút liền cho em mã set bill dùng cho em ha. Lên liền cho em mã set bill dùng cho em 199.000. Set bill nha mấy chị ơi nha, bill dùng cho em. Đây mặt cực kỳ. Lên liền cho em set bill 199 đẹp lắm mấy chị ơi, được chút em về hết á. Set 199 cho Thủy Nguyễn 879. Em còn treo đây nè mấy chị, còn màu đen em hết rồi. Nè. Đẹp lắm, 199.000 nha. Giờ lấy set bill, chút set bill dùng cho em. Dễ thương lắm luôn ấy. Cái bê cho Quỳnh Thư 199. Lên liền cho em mã set bill 199. Đây nè, em còn một cái set nâu của hôm trước em về, em còn treo đây nè, còn đen em hết rồi mấy chị ơi. Đó, em còn một con màu nâu nè mấy chị. Một con màu nâu nha mấy chị ơi nha, em còn treo đây nè. Đó, chị nào ưng lấy nâu ghi nâu dùm cho em nè. Nâu nha mấy chị ơi nha. Giờ lấy nâu ghi nâu. Dễ thương thiệt. Cái này thôi mình để lại ít set mình mặc tốt, mấy bữa Tết mình đâu có đi order được cái này nữa. Chị nào ưng lấy thêm nâu rồi ghi nâu dùng cho em. Dễ thương lắm cả nhà ơi, đẹp lắm ấy, xinh lắm ấy. Chị nào của đó nha, đẹp xịn. Lấy liền cho em mã nâu dùng cho em. Chốt liền cho em mã nâu nha, 199.000. Nâu dùng cho em 199. Xin bèo cho Lý Vũ. Lấy liền cho em mã nâu 199, nâu có 1 xin cho chị Phong Lan. Nâu có một xét thôi nha, chị lấy nâu ghi nâu. Bêu cho Nguyễn Hồng Phúc. Rồi chị lấy nâu ghi nâu. Nâu có một xét đó mấy chị ơi. Lấy liền cho em mã nâu. Nâu cho Sam Nguyễn 870 á, hết mà nâu ạ. Trời ơi, có con này coi gì lắm. Nó đẹp. Ôi là đẹp luôn. 249.000, lấy liền cho em mà áo 249. Ui là trời. Trời như cái nắp. 249.000. Lấy liền cho em bêu đen em còn mấy chị ơi, bêu nâu em hết, bêu đen em mới về còn, bêu đen còn không? Em coi lại đen với. 249.000, lấy liền cho em mà áo 249, áo dạ trắng 249. Lấy liền cho em mã dạ trắng 249 nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mã trắng 249 giùm chị, 249.000 ha. Con này là dạ hàng tao bao mấy chị, không phải là hàng của mình lên nha. Chắc của nó đẹp lắm, hai lớp có cầu vai cho mình. Bêu đen em còn mấy chị ơi, bêu đen này, bêu đen này. Chị thấy là nó khổ khổ sao mấy chị, tại vì nó tùm lum mấy chút. Dài dài á. Giờ lấy một chút dùm cho em mã dạ trắng dùm cho em, mặt sang đó mấy chị ơi, sang mà đẹp lắm. 249.000 nha. Chờ lấy xin bêu không nãy cho Ngọc Thảo. Mấy chị ơi, màu đen ở đây nè, hãy có đăng hình đấy, đây là cái điện thoại hay rồi, mà bây giờ đi tìm hình hơi bị khó đấy chị ơi. Đâu còn đâu? Ừ? Đâu còn đâu? Xin bèo cho Dung Nguyễn 918. Đây này chị ơi. Xin nâu nó có một xếp thôi mấy chị ơi. Nâu nó có một xếp mấy chị, chuyển qua đen đi, đen cũng đẹp lắm ấy. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái sơ mi đen này mình mang về. Bèo thêm một cho Nguyễn Hồng Phúc. Ừ? Cái túi này mang cũng xinh. Xin không? Thế để thương chưa? Thấy mấy chị ơi, có 199.000 á chứ ơi, đẹp lắm á chứ. Sơ mi nha. Xong rồi nó có cho mình một con váy ở bên ngoài nè. Cái này có up rồi đó mấy chị, lên story mấy chị xem đi. Story thì có đăng rồi mấy chị. Thế nhưng mấy chị yêu nha, chị nào ưng lấy thì ghi liền cho em mã bill 199.000 thôi cả nhà ơi, rất là rẻ luôn á. Rồi lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Em bỏ vô xương xương để cho mấy chị dễ nhìn thấy nha. Bêu dùm cho em. Lên cho mình mã 199.000 thiết lấy đi, mặc đẹp lắm, để dành người Tết mang ha. Tết mặc cho nó đẹp.
mua về để dành kê trong tủ. Mấy ông ấy thấy nó làm sao? Rồi lên liền cho em cái mã này là mã áo hồng dùm cho em. Hồng dùm cho em ha. Lên liền cho em mã hồng 189.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã Garigan hồng 189. Garigan hồng 189 ha. Còn mẫu cao cấp ghi lê đỏ. Đỏ không hả? Mẫu caro. Còn chị cho chị con caro đó nhỉ. Caro bên hông em có, em về rồi mà em chưa có lên đó. Đây này, bên hông em. Cho chị đó có con đó đây nhỉ. Đây đúng không chị không? Đây ha, đợi em một chút, em lên cho mấy chị. Rồi lên liền cho em mã bill dùng cho em. Bill nha, 189.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã bill 189. Bill 189 có hai con mấy chị. Bill lên hồng 189 lên giúp em chưa? Lên liền cho em mã bill hồng nha mấy chị, 189.000. Lên hồng 189 mấy chị ơi. Con này là trước là hàng 199.000 nha mấy chị ơi nha, 199. Thôi mọi người nhớ Nguyễn Hồng Phúc. Cái này á là người ta bên kia người ta còn trình đây á nha mấy chị ơi nha. Còn trình đây là em lấy hết luôn mấy chị. Nên là em được rẻ nha mấy chị ơi nha. Thôi mọi người chính em còn hai con, giờ lấy cái này giúp em. Con này mặc xinh lắm. Bữa trước em có việc chị nào mà không, mà chị nào mà hỏi hãy cho chị con này, cho chị con này hãy hết luôn mấy chị. Hãy không có bỏ cho ai hết nha mấy chị ơi nha. Với giá là 179.000 có sỉ. Lên liền cho em mã 179 có sỉ dùng cho em ha. 179.000 được chứ, 199.000 mà hết sạch luôn mấy chị, không có để bán luôn. Bạn Duyên Võ Kiều, bạn như Ti Lê này kia bảo hãy bỏ cho chị con này với như mãi kia là hết đó mấy chị, không có nha mấy chị nha. 179.000 có sỉ nha mấy chị nha. Nó cố lên 179 cho Phong Lan. Đẹp lắm luôn á cả nhà, sỉ còn có 169.000 à. Rất là rẻ luôn mấy chị ơi, siêu đẹp nha mấy chị nha. Chất của nó đẹp lắm, 179.000 có sỉ. Chèo lấy thì chốt liền cho em mã 179 cho Bến Hành Nguyễn. Lên liền cho em mã 179 nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn hàng yên tâm nha mấy chị nha. Hàng đẹp lắm nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Không, nó khác đó chị Hồng Phúc, chị Nguyễn Hồng Phúc. Lúc chưa hãy mặc là cái dáng của nó sẽ ngắn hơn. Còn này là dáng dài, hàng đẹp hơn ấy. Chứ thôi toàn hồi xưa em mang là dáng ngắn, còn cái này là dáng dài hơn. Rồi lên liền cho em mã 179 dùng cho em, 179.000. Lên liền cho em mã áo 179 nha. Một phẹt như này có 5 con thôi mấy chị ơi, mà hàng tận lắm. Mấy chị mua một con này mình mặc với lại chung. Áo 179 nha Bến Hành Nguyễn à. Áo 179 nha Mia. Giờ lên liền mã áo 179 lên giúp em ạ. Rồi con này có được 2 con. 2 con nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã nâu dùm cho em. Nâu nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mã nâu. Nâu nha mấy chị nha. Tặng mấy chị con này bán mấy chị 99.000 đi. Con này em bị sốt lại được chứ em về là hàng. Con này em về tổng cộng là như là 100+ con mấy chị. Em còn 2 con cuối nè, em tặng luôn cho mấy chị Long 99. Mà chính như hồi nè. Con này không sỉ nha, con này mình bán 149 đúng không? 150 á mấy chị, mà thôi em tặng 99.000 có 2 con thôi. Tặng cho mấy chị 99.000 đó. Ờ con này không? Con chị đó nó tặng này. Có con này không? Con có cái túi này. Đó bán nhiều lắm mấy chị ơi, bán cái nhiều luôn á. Nâu 99 lên giúp em à, cho Lý Kiều hai con. Để em coi, em còn coi sót con nào không, bán sale luôn đi. Em về nhiều quá mấy chị ơi, em về. Mà em bán bữa hôm trước mà trước lạnh luôn ấy. Mới được giá đó, bữa nay cao lắm. Mà còn có hai con bán tặng hết luôn đó. Bán nhiều lắm. Còn một con em. Đây còn một con của khách xả ra nè, không có đủ đơn, tao quên, khách xả ra nè. Lông nâu chứ Phong Lan một con, 99 ngàn. Là của khách không nghe máy đi mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em mã nơ đi mấy chị, 89 ngàn có sỉ dùm cho em, nào là sạch. Rồi lên liền cho em mã nơ nha cả nhà ơi, nơ cho hả. À, còn để chị, ok chị, đẹp lắm luôn á chị, em bán hôm tháng 9 lần. Em bán của hôm tháng 9 ấy, chưa có lạnh là em bán rồi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Kia liền cho em cái mã này là mã nơ đi mấy chị. Nơ nha. Lên liền cho em mã nơ, 65 cái đũa lạnh em ok dùm cho em. Nơ dùm cho em, 89.000 có sỉ. Lên liền cho em mã nơ, 89.000 dùm cho em. Bộ nơ đấy em, 89.000 hết nâu à. Nơ Hạnh Phạm, nơ Nắng Hoa. Đây. Y như vậy luôn mà caro đen. Caro đen nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã caro đen dùm cho em. Caro đen 179.000. Đẹp quá nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy cái này hãy nhập không có qua
32 hết, mày cứ bán cho mấy chị giá này kia để đúng. Bình thường lấy con này con bán hàng 250. Nó 59 giờ có không bà bầu? Cho chị một cái con gì? Cái đó là loại gì? Nơ cho Nga Nguyễn. Dạ. Nơ Hồng Khoa. Rồi lấy nơ 89 là bà nơ 89 giờ đó mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã caro đen dùm cho em nè mấy chị này. Caro đen nha mấy chị nha. 179.000 tỉnh. Tết may mấy chị ơi. Lên liền cho em mã caro đen nha mấy chị nha. Cô này mấy chị 60 cái đổ lạnh mê ok cho Hải luôn mà đẹp lắm. Nơ Dương Nguyễn 918, Dương Nguyễn 918 ơi chọn thêm thì cọp với em đi chị ạ. Lên liền cho em mã caro 179.000 có sĩ. 179 nha. Kèo lấy chốt liền cho em mã caro 179 có sĩ liền chứ. Em sẽ lên cho mấy chị một con caro 179 lên cho em chưa? Một con gắm siêu bánh bèo. Gắm nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã gắm dùm cho em 89.000 sĩ còn 79.000. Caro bao nhiêu rồi? Caro 189. 179. À 179. Caro hành phạm 179. Caro nắng hoa 179. Rồi cái này lên liền cho em mã gắm 89.000. Size này dành cho mấy chị nào mà size mồ đổ lại thôi nha. Váy gắm dùm cho em dễ thương lắm rồi. Cái này mà bán tết thì đúng bài luôn đó mấy chị. Tết là gắm nè, gắm đỏ nè, với lại mấy gắm như thế này nè, đẹp lắm. Hàng toàn 300-400 nghìn. Hàng lộ 1 đó mấy chị ơi, hàng tao đao đó, ôm được sale thôi. Nên là bán bây giờ cho mình đó. Ôm bây giờ, bán bây giờ luôn. Không có để dành mấy chị, để dành mấy bữa. Tại vì kho nhiều quá. Lê liền cho em mãi dùm cho em, gắm dùm cho em. Lê liền cho em mãi gắm 89 nghìn. Chốt liền cho em mãi gắm nhỏ nhỏ rút này chị ơi. Cái bàn dưới. Lên liền cho em mãi gắm dùm cho em 89 nghìn dùm cho hả? Gắm nó cho em cho Ngọc Diệp. Một con rồi. Rồi con này mấy bạn không. Gắm Nguyễn Đăng. Cái này không có bằng cái gì đó mà. Gắm Vy Nguyễn Thị Linh á. Nơ Trung Nguyễn Nhi 804. Mấy chị ơi, chia sẻ like cho Hải với, tương tác cho Hải với. Ôi, hàng tao bao nghe mấy chị ơi. Nè, hàng tao bao nha, hai tem nè. Nha mấy chị ơi nha. Hàng này mấy bạn đi mua của gì Kim Anh Bầu Bé nè, hoặc là Phượng Ốt nè, 408 hay là bao nhiêu á. Em bán cho mấy chị con này 249.000. Gắm đi Trúc Vân. Rồi lên liền cho em mã 249 dùm cho em. 249.000 dùm cho Hải. Hàng loại 1 nè mấy chị. Gắm với Hiền Lê 63034. Lúc nha mấy chị yêu nha. Lót bên trong cho mình. Gắm cho Trần Thuận. Con này mấy chị 55kg đổ lạnh men ok. 55-56kg men ok. Mùi gắm như thế thì Trúc Vân có rồi ạ. Rồi lên liền cho em 249 dùng cho em lấy đi mấy chị. Hàng 249 cho anh Phi Phạm. Hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi nha. Hàng tao bao nha mấy chị ơi nha. Giống hệt hàng Hot Girl bán cho mấy chị luôn. Hàng 4-500 nghìn ấy. 249 nghìn. Chào lấy thì chốt liền cho Hải. Ghi liền cho em mã 249 nha mấy tình yêu nha. Gắm Trần Thuận có rồi ạ. Lên liền cho em mặc áo 249 dùng cho em. Đẹp lắm luôn á mấy chị ơi, lấy đi. Thật sự luôn ấy. Bán xong mấy cái này mà em bán mấy cái hàng thời trang, bán hàng tử luộc nha. Còn mấy cái này hàng của mình lên nó mấy chị chán lắm. Nhưng mấy chị nha, không có đẹp bản này đâu. Thật sự bán 249.000 lên phô mình mặc hơn thích lắm mấy chị ơi. Mặc để dành nữa mấy chị. Để dành sang năm mặc cũng được luôn. Màu đen nữa mấy chị ơi, dễ may ha. Lên liền cho em mã 249 dùng cho em. 249.000. Chờ lấy chút liền cho em mã 249. Đen 249 cho Ly Vũ. Nặng mà đẹp lắm mấy chị. 249.000. Giờ lấy chốt liền cho em mà áo 249 dùm cho em. Trịnh mấy chị ơi, trịnh lắm, trịnh lắm. Đó một con. Đằng kia mình đi, mấy hồi mình không bán nó xong mình. Giờ lấy liền mà đen 249 với em đi ạ. Đi mua hàng phi á mấy chị. 600.000 cũng có. Thật sự rất là đẹp luôn á. Đẹp lắm. 249.000. Vui xe mà chấm tương tác rồi chia sẻ lại cho em mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Chờ lấy chốt liền cho em mã dùm cho em. 249 cho mấy chịu nha. Đẹp lắm. Mà đang mặc mấy cái này nó lộn xộn nhé. Đẹp ôi là đẹp nha mấy chị ơi. Nhìn cái dạ của nó lên form siêu đẹp nha mấy chịu nha. Mua mặc đi mấy chị. Xịn lắm. Lấy liền cho em mã áo dùm cho em nha. 249.000. Em cũng để một con.
Còn lên liền cho em cái mã này là mã ghi lê trắng dùng cho em ha, một set như thế này luôn. Lên liền cho em 189 dùng cho em nè, một con ghi lê trắng nha mấy chị nha, kèm cho mình một con sơ mi trắng luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây, hai muốn nhắn cho Nguyễn à. Rồi cái này ghi liền cho em mã này là mã 189 ngàn. Lên liền cho em mã set ghi lê 189 ngàn, cái sơ mi này đẹp này, cái cổ nó đẹp này. Cái set này set ghi lê kiểu mấy chị. Áo này mấy chị mặc. Rồi lên liền cho em mã set ghi lê trắng dùng cho em. Lên liền cho em mã set ghi lê trắng 189 ngàn dùng cho em. 189 nha mấy chị nha. Một con sơ mi kèm cho mình một con ghi lê màu trắng đẹp lắm. Lên liền cho em mã set ghi lê dùng cho em. 189 dùng cho em. Lên liền cho em mã set ghi lê 189. Set ghi lê nha cả nhà ơi, 189 ngàn dùng cho em. Giờ lấy liền cho em mã set ghi lê 189 ạ. Lên liền cho em mã set ghi lê 189. Ghi lê 189 nha chị ơi. Còn lên liền cho em mã khoác dùng cho em. Vừa xem vừa chấm tương tác vừa chia sẻ like lên cho em nữa mấy chị ơi. Còn lên liền cho em mã khoác dùng cho em 159 ngàn dùng cho em. Còn lên liền cho em mã khoác 159. Thầy con sắt lên này đẹp. Đẹp chưa? Chị đáng hoa lấy con này nè chị. Đẹp lắm ấy. Con này mấy chị mặc với lại mấy con áo mà áo cổ lọ ấy, nhưng mấy chị nha, xong mặc cái con này bên khoác bên ngoài đẹp lắm luôn này. Lên liền cho em mã áo dùng cho em 159 ngàn có sỉ nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã áo 159 dùng cho em. Chốt liền cho em mã áo 159. Ghi liền áo 159 lên cho em chưa? 159 ngàn áo len nha mấy chị nha. Len nâu dùng cho em 159 dùng cho em. Trắng 189 là cái áo ghi len này. Chị Dung Nguyễn ơi, chị còn hai đơn hàng bên em chưa nhận được á chị ơi. Nó chọn theo mày cọc với em đi chị ạ. Bên em chỉ chốt cái tiền được trên đó thôi á. Cái này hồi nào xinh không mấy chị ơi, xinh lắm luôn. Rồi chốt liền cho em mà áo dùng cho em 129 ngàn. Rồi chị Hồng Phúc lấy nè chị, mấy con áo lông này đẹp nè. Cái này không biết mấy giờ bán 129 nè. Cái này nhập thì nhớ không phải là 149 rồi ấy. Thôi tặng mấy chị 129 luôn, xinh quá à. Lên liền cho em mã áo dùng cho em. Áo 129 lên cho em chưa? Lên liền cho em mã áo 129 nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã áo 129 dùng cho em. Ôi cái 129 cho mấy ông Phúc. Trời ơi xịn lắm luôn ấy. Cái này em vèo nào mình không nhớ luôn. Cái kiểu là mình tắm lại. Nè 129 nè. Không thể tin được luôn mấy chế ơi. Mấy chế lấy đi. Bán 129 nè. Nghìn nha mấy chị ơi. Ý là trời, nó xịn ơi là nó xịn luôn. Rồi con này hãy có được 2 con. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Áo mùa hình cho Mia Mia. Áo mùa hình cho chị à. Thủy Nguyễn 879. Rồi lên liền cho em mã áo lông 129 cho Ngọc Thảo. Rồi cái này lên liền cho em mã áo phối đi cả nhà, 129 ngàn luôn. Lên liền cho em mã áo phối 129. Ghi dùm cho em mã phối 129 ha. Cái này là tay phối dùm cho em. Tay phối nha cả nhà ơi, 129 ngàn. Lên liền cho em mã phối 129 dùm cho em. Phối nha mấy chị ơi nha, 129 ngàn có được 2 con. 2 con, giờ lấy phối ghi phối dùm cho em. Con này mặc siêu chơi luôn, đẹp lắm. Lên liền cho em mã phối 129 dùm cho em. Đúng rồi, hàng nó chưa tới nó chỉ chọn thêm đi cọp với em đi chị á. Rồi lên liền cho em mã phối nha mấy chị nha, 129 ngàn. Phối 129 lên cho em đi ạ. Áo lông hết rồi mấy chị ạ. Đây, cái này set này dễ thương nè chứ. Cái nào mà đang cần set mà xích lông này mấy chị mặc ấm á, bữa nay nhiều bạn ha. Tại vì áo 129 cho nắng hoa. Mấy chị ơi, nhiều lúc mà mình mua trước thì mình được rẻ. Cái này em về bưng được trước kia. Mà em còn sót lại 5 set nè. Giờ bữa nay bạn order con này là 260, 270 ha. 260, 270 đó. Em bán nguyên cái set này cho mấy chị luôn. Tặng luôn cho mấy chị giá là 100, 100. Tặng mấy chị set này 129. Thấy chị áo 129 bà cái không vui.
Em cho chốt cho chị rồi mà. Em chốt chị hai cái kìa ha, hai cái đầu chị ha, còn cái thêm nó hết rồi chị ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Em được có mấy set thôi, em tặng với chị 100. Có 129 dùng em thì tính. Tặng với chị 129.000 luôn đi. Em được có 5 set thôi nha. Cái này em bán nhiều rồi mấy chị. Tặng với chị set 129 luôn. Set này em bán là hàng 159.000. 159.000 nha. Em tặng với chị 129.000 set lông dùng cho em. Mặt đẹp lắm luôn á. Lên liền cho em mã set 129 dùng cho em. Đi liền cho em mã set 129 nha mấy chị được nha. Set 129 em hủ chốt ngay rồi liền luôn mấy chị nha. 129 nha mấy chị ơi nha, được mấy con thôi. 129.000, chốt liền cho em mã set 129. Cái đó mặt à, mềm mịn lắm luôn. Đẹp lắm luôn á, bữa nay lạnh rồi mấy chị mua cái set đó đi mặc dễ thương lắm. Mặt nó cũng dễ thương nữa. Rồi cái này lên liền cho em mã xanh dùng cho em nè. Xanh nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã set 129 cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã xanh dùng cho em 159.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã xanh 159. Lên xanh 159 dùng cho em. Chốt liền cho em mã lên xanh 159 mấy chị ơi, chia sẻ like cho em. Xem 129 cho Thủy Nguyễn 89. Thủy Nguyễn 89 chọn thêm thì cọp với em 200 vào tài khoản là chốt tiếp chị nhá. Chia sẻ like cho Hải với nha mấy chị ơi nha. Cho Hải xin lúc tương tác đi, mới chốt mới có 10 rưỡi rồi mấy chị ơi. Chắc là bữa nay được Hải like sớm quá mấy chị ơi. Có rưỡi like bao nhiêu giờ này là mấy chị đi ao ngủ rồi. Số 129 đi Doanh Hiếu. Rồi cái này số Lý Kiều. Áo 159 dùm cho em. Đi liền cho em áo len dùm cho em ha. Áo len dùm cho em ha. Năm khác trước 524. Rồi lên liền cho em áo len dùm cho em 159.000. Len xanh muối tiêu nha mấy chị ạ nha. Lên liền cho em áo len xanh muối tiêu dùm cho em. Lên xanh lên giúp em 159 ạ. Lên liền cho em mã lên xanh 159. Hết mã xanh lông rồi mấy chị nhá. Rồi cái này lên liền cho em mã áo khoác. Ủa quên lộn, set set hồng dùng cho em nè mấy chị ơi. 79.000 này. Cái này lúc chị em like cho mình là màu màu kem ấy, màu hồng này like có đúng một set thôi. Bây giờ em đứng bên thì em thấy nó được nó được có 3 set 79.000. Lên liền cho em mã set theo 79.000 dùng cho em. Theo 79.000 hết set 129 rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho. Ghi liền cho em mã set theo dùng cho hả. Set theo nha. 79.000 55kg đổ lại này ok. Set theo 79.000 lên giúp em đi ạ. Lên liền em mã theo 79.000. Trời em có mấy con áo lông nó xịn lắm mấy chị. Có đúng một set duy nhất nha. Set 79 cho Trương thì Trang Đài. Cái này size M mấy chị. Size M cho mấy chịu nha. Đẹp chưa? Theo cho Sam Nguyễn. 350 nha. Chờ lấy chút liền cho em mã 350. Con này là phao béo mấy chị. Phao béo nha mấy chịu nha. Hàng Quảng Châu. Lên liền cho em mã phao dùm cho em 350 dùm cho em. Có đúng một con duy nhất không mấy chị? 350 ha, trong cái bộ lúc nãy á, trong cái bộ 129 á. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 350 nha. Em có đúng được một con duy nhất không mấy chị? Một con nha mấy chị nha. Giờ lấy chốt liền cho em mã áo phao dùm cho em 350 dùm cho em một con thôi. Một con nha cả nhà ơi. Áo phao 350 lên giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã phao dùm cho em 350 dùm cho em. Bữa em nhận cái áo phao đỉnh dễ sợ luôn. Phải gọi là tại vì chị ôm được theo đó em, chứ hàng này cao lắm thiệt luôn ấy, hàng tiền triệu đó mới vậy, không phải là Hải nói dốc đâu, Hải nói thật luôn ấy. Mấy bạn thấy có khi nào mà ai mà bán cái hàng thường thường như Hải mà nhập được mấy con đó đâu, Hải ôm được sale á, người ta có mấy con đó mấy chị, bên kia người ta còn mấy con người ta sale cho Hải á, nhưng mà cái màu đó màu khác, còn này là màu nó là màu kem nó đậm hơn. Rồi lên liền cho em áo lông dùng cho em này, có hai con thôi. Lên liền cho em áo lông dùng cho em đi mấy chị. Áo lông nha cả nhà ơi, với giá là 99.000. Lên liền cho em áo lông 99.000, có hai con thôi. Lông 99.000 nha mấy chị ơi nha, hai con duy nhất. Chờ lấy lông ghi lông dùm cho Hải. Hải thấy đi mua hàng si không mấy chị. Đi mua hàng si thôi, người ta mặc muốn rách lót bên trong này kia rồi mà người ta đã bán cho mình là 400-500.000 rồi mấy chị nha, mấy chị ơi nha. Còn đây là hàng mới. Hàng mới luôn mấy chị.
Long 99.000 cho Phong Lan chị Thủy Nguyễn 879 hơi cọp đi rồi em mới chốt em được chị hả? Rồi cái này phải có hai màu. Màu trắng và màu đen 249.000. Đơn này em gom chứ gì đến thứ năm ạ. Long 99.000 cho Miro. Rồi cái này lên liền cho em mã 249 dùng cho em ha. 249.000 em có màu đen và em có màu trắng này. Chị nào ưng lấy màu gì của mình màu đó dùng cho em ha. Đây. Hàng này em thấy nhiều bạn kho Ninh Hiệp kho người ta cũng đã xỉ vô 300, 320, 340 rồi mấy chị, nhưng mấy chị được nha. Em bán cho mấy chị với giá là lâm theo con. Hai con thôi. Em bán mình 249.000, màu trắng với lại màu đen đẹp lắm luôn á chị. 249.000 ha. Chờ lấy thì chốt liền cho em 249. Này còn mấy con nữa nè, sao con vậy? Sao chân chạy còn. Cái chị đen đấy, cái chị đen. Mà té dưới luôn. Trắng 249 cho Ngọc Diệp. Đen nè mấy chị. Chị nào uống lấy đen. Trắng 249 cho Kim Cúc 619 cho quay. Trắng dùng cho em ha. Trắng dùng cho em. Cái này bà Diệu. Bà Diệu hôm trước nhận hàng cứ hỏi chị ơi, chị về thêm nhiều mẫu này đi. Lên liền cho em mã đen dùng cho em 249.000. Đen nha mấy chị ơi nha. 249 dùng cho em bán rẻ lắm luôn mấy chị. Mà mấy cái mẫu này xinh lắm. Thật sự rất là đẹp nha mấy chị ơi nha. Màu đen dùng cho em 249.000, sỉ còn 239.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. Không, con trắng này bông trước có đem vô. Có đem vô lai giọt này là cái đó là khác là giống vậy. Đúng rồi. Còn lên liền cho em mã đen dùng cho em ha. 249.000 được 3 con. Mới rồi mới trắng ai cũng chứ sao không Nguyễn. Lên liền cho em mã đen. Đen này được 2 con nữa nè. Hết tập con trắng hay con hết. Đen Nguyễn Hồng Phúc, bên em hết trắng rồi ạ. Đen mia mia. Hết đen đâu có gì hả? Ủa cái này có một con thôi mấy chị ơi, nhưng mà con này hàng Quảng Châu em không được sale nè. Made in Korea size M nè mấy chị, single nè mấy chị, honey nè. Hàng mới nha mấy chị nha. Gỗ nè. Mà nó có một con thôi. Cái này ở trong hàng Cao Bao mà hàng lung côn á mấy chị nè. Một con thôi, em tặng mấy chị con này. Em tặng mấy chị 99.000 chị nào nhanh thì có nha. 99.000 luôn đi. Một con mà mặc ấm lắm á. Mặc ấm lắm. 99.000. Lên liền cho em mặc áo 99.000 dùm cho em. Lên liền cho em mặc áo 99.000. Một con duy nhất thôi cả nhà ơi, ở trong hàng Cao Bao á. Hàng Bao xe. Cái chị con băng xe đó. Con xe ở trên chị. Xe kia ở trên chị. Rồi cái này lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Ghi liền cho em cái mã này là mã xét dùng cho em này thỏ. Ở trên chị Phong Lan. Rồi lên liền cho em mã thỏ 89.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã thỏ 89.000. Thỏ nha cả nhà ơi 89.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã thỏ 89.000. Thỏ 89.000 có thỏ nắng hoa. Lên liền cho em mã thỏ hồng hoa. Thỏ 89.000 có sỉ nha. Đây nha tô đó mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã manh tô nha mấy chị ơi nha. 349.000 này. Bộ thỏ chứ dương xanh. Rồi lên liền cho em mã áo manto dùm cho em ha. Con này chắc vải của nó là vải kaki nha cả nhà ơi, hàng lộ 1 luôn á, đẹp lắm. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã áo manto dùm cho em nè mấy chị. Áo manto nha cả nhà ơi, với giá là 349.000 dùm cho em. Đây. Cái này về mấy chị đai nha mấy chị yêu nha, đai phía sau cho mình. Lên liền cho em mã áo manto dùm cho em. Con này mấy chị mặc size S, size M, size L đủ lạnh em ok nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã áo manto dùm cho em. Đai cho mình luôn nè. Chắc vải này mấy chị 349.000. Lên liền cho em mã áo manto 349 dùng chị. 349.000 nha mấy chị yêu nha. Chắc đẹp lắm. Vải kaki nha mấy chị yêu nha. Cầm vô là nó khác hẳn luôn mấy chị. Vải đẹp lắm. Hàng Cao Bao. Lên liền cho em mã áo manto. Áo manto 349.000 lên cho em ạ. Dùng cho em có mấy con thôi mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. 349 dùng cho hả? Thỏ, thỏ, thỏ. Mấy chị ơi, mấy
chị à. Lấy con này mặc nè. Cái con này nó bông trước. Măng to 349 cho Hiếu Trường. Mấy chị ơi, nó có một con thôi mà cái dáng của nó đẹp chưa? Đi mua con này, xây hàng 4-500 ngàn mà dành như là cái gì đó mấy chị. Sắm gãy tay cũng được luôn nè, hàng mới. Mấy chị 350 nè mấy chị. 350 nha, có con duy nhất là màu đen. Size này mấy chị nào mà 55kg đổ lại ngay ok chạy luôn mà đẹp lắm luôn. Sao béo nha mấy chị nha. Xinh lắm. Đặc biệt mấy chị biết sao không? Ở phía sau nè. Nó có cái này mấy chị nè. Nó ôm ôm ngay phía sau eo cho mình. Tên đẹp lắm. Chào lấy thì chốt đi dùm cho em. Ghi liền cho em mà áo phao dùm cho em. Phao 350 nha. Đẹp quá à. Có 350 cho Hiếu Trương. Cái này mà chị nào mà có con ở nước ngoài này kia, mấy chị học nước ngoài đi làm này kia, gửi qua đi mặc ấm lắm luôn á, hả thật. Bên này các bạn đi mua con đó, hàng bên nước ngoài nha, ví dụ như Korea này, hay là các bạn bên Nhật á, các bạn cũng order hàng ta bao về nha. Một con nào tính ra 8-900 ngàn hoặc là tính ra 1 triệu mấy luôn đó mấy chị, nhưng mấy chịu nha. 350 thôi, đẹp lắm mà có con đâu không nói nữa. Rồi bắt đầu giờ em lên hàng ta bao nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mà áo xô dùm cho em. Lên liền cho em mà áo xô nha cả nhà nha. Có một con áo xô thôi 79 ngàn có sỉ dùm cho em. Rồi lên liền cho em mà áo xô nha cả nhà ơi, 79 ngàn có sỉ dùm cho em. Cái nút hình trái tim nữa nè, cưng không? Cưng không mấy chị, 79 ngàn. Áo 79 ngàn bao nhiêu em ạ? Lên liền cho em mà áo 79 ngàn. Áo xô dùm cho em, 79 ngàn dùm cho em. Rồi cái này lên liền cho em 75 ngàn dùm cho em nè. 75 ngàn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã quần 75 ngàn. Tôi đang vừa xem vừa chia sẻ lại với em mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã quần 75 ngàn. Ống bo ở dưới này mấy chị. Lúc giờ em có like cho mình có được có hình như là mấy mẫu á mấy chị nha mấy chị nha. Đây là quần ống bo. Em bán cho mấy chị giá là 75 ngàn có sỉ dùm cho em. Lên liền cho em mã quần 75 ngàn dùm cho em. Quần 75 ngàn pha. Dùm cho em mã quần nha mấy chị nha, 75 ngàn. Rồi. Rồi lên liền cho em mã áo sơ mi dùm cho em nè. Áo sơ mi chính lúc này cho Hoàng Thị Dương, chị nào có đâu chị cũng gắn đủ đơn xin 100 ngàn nha mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã sơ mi dùm cho em, 69 ngàn có sỉ, sỉ còn 59 ngàn. Quần 75 đi vô đi Út. Quần 75 cho Tâm Phạm. Quần 75 chút xíu. Rồi lên liền cho em mã sơ mi dùng cho em. Xịn chưa mấy chị? Sơ mi 69 ngàn có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã áo sơ mi 69 ngàn dùng cho em. Sỉ còn 59 ngàn này cả nhà. Lên liền cho em mã sơ mi 69 ngàn. Rồi chốt liền cho em mà áo kiểu dùng cho em 79 ngàn có sỉ. Sơ mi phong lan. Áo kiểu 79 ngàn một con duy nhất ha. Tì gài nút dùng cho Hải nha. Cái này kiểu hàng ta bao. Cái cục này là bị sót lại cục đợt trước á. Cái hàng này hết rồi mấy chị. Trái mẫu này luôn á. Mẫu này đẹp lắm. Lên liền cho em mà áo kiểu dùng cho em 79 ngàn có sỉ dùng cho em. Có một con. Sơ mi cho Biru. Áo kiểu là sao không? Áo kiểu là cái trắng này mấy chị. Con này không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn. Này con sơ mi gì mấy chị. Vì nó là bài chứng à? Ừ. Rồi lên liền cho em mã okay, sơ mi tô. Rồi lên liền cho em mã sơ mi tô dùm cho em 79 ngàn có sỉ dùm cho em. Lên liền cho em mã sơ mi tô. Trời ơi mấy chị ơi nó đẹp chưa. Nha yeah. Của nó cái này mấy chị mặc nè. Đó phối đồ cho Hải cũng đẹp lắm. Mặc ghi lê cũng được nha. Xịn lắm mấy chị. Lên liền cho em mã sơ mi tơ dùm cho em 79 ngàn có sỉ dùm cho em. Đẹp quá trời đẹp luôn xôn đẹp. Được mấy con rồi mấy chị. Lên liền cho em mã sơ mi tơ dùm cho em. Sơ mi tơ nha cả nhà ơi, 79 ngàn có sỉ dùm cho em. Sơ mi tơ anh Phi Phạm.
liền cho em mã sơ mi tơ. Rồi cái này lên liền cho em mã váy xám dùm cho em. Lên liền cho em mã váy xám nha cả nhà ơi, 79.000. Ở phía sau của nó là nó sẽ lên nha mấy chị ơi nha. Mặt ấy, đây mấy chị nè. Cái hình cầm ấy thì nó sẽ bị đì xuống á mấy chị, nó sơ mi tơ hai cái quay không phút. Mặt này nó sẽ bị trị. Sơ mi tơ cho chị on vàm. Nhưng mình mặc lên thì nó sẽ lên form như thế này, nó không có bị trị đâu mấy chị nha. 79.000, váy xám dùng cho. Hai bên nó có cầu vai cho mình, đứng vai rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã váy xám. Xám 79 vô hôm qua. Lên liền cho em mã váy xám 79 nè. Trời ôi mấy chị ơi, đẹp chưa? Hàng có đau nhìn có khác rồi mấy chị hề. Rồi lên liền kia. Xám 79 cho Quỳnh thì lên kem Thủy 79. Nguyễn ơi, chọc đi rồi em chốt cho em đi chị ha. Rồi lên liền cho em mã kem 79.000 có sử dụng cho. Ủa, xám giống hả? Đúng rồi. Giống. Rồi cái này lên liền cho em mã áo kem 79.000 có sử dụng cho. Đẹp lắm mấy chị. Mình có bao á. Được có 3 con thôi mấy chị. 3 con nha, chờ lấy lên liền cho em mã áo kem 79.000 có sử dụng cho em mấy chị nhìn lúc. Cho em ly vũ hai con. Lên liền cho em mã áo kem. Cho em thịt thảo. Có cục body này chị nào ôm không? Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Hoodie màu này là màu xanh đen á, 89.000 dùng cho em. Lên liền em mã hoodie 89.000. Là ở trong hàng này thì em mới bán 89.000 thôi. Nếu mà em ôm là em bán con này 150 đó. 150 đó nha, 150 một con, nó không có giá rẻ đâu. Hoodie hàng hoodie hàng Quảng Châu nó khác với hoodie của mình nha mấy chị nha. Tại vì lâu lắm ở thị trường ngoài á nên chọn thêm thì tập với em nha. Năm ngoái giờ chị ơi. Ôm hoodie rồi. Ai ôm? Hồng Khoa. Bao nhiêu? Ôm 79.000 có tỷ luôn. Ok Hồng Khoa nha. Rồi cái này lên liền cho em mã quần ống sung dùng cho em. Trời ơi cái màu nó đẹp. 79.000. Lên liền cho em mã quần ống sung 79.000 có sỉ dùng cho em, màu đẹp không cả nhà ơi. Form 60kg mà ok cả. Lên liền cho em mã dùng cho em quần ống sung dùng cho em. Lên liền cho em mã quần ống sung. Lên liền cho em mã quần ống sung dùng cho em. Quần ống sung nha, 79.000 có sỉ dùng cho em. Sung 79 Hồng Khoa hai con. Lên liền cho em mã sung dùm cho em 79.000. Tại sao nó làm bọc như thế này thế. Mẫu lẻ đó mấy chị, ôm hàng là vậy đó. Sung với nhau Nguyễn Đăng. Sung Thạch Thảo. Sung Lý Kiều. Quân Xuân còn một con chắc ly vũ à. Rồi cái này chốt liền cho em mã dùng cho em. Hoodie. Đây cái mã hoodie đó còn mấy chị đợi em một chút em like ha. Rồi lên liền cho em mã áo hồng dùng cho em. 69.000 có sỉ dùng cho em. Hồng nè, chị nào đi làm công sở này lấy con áo này mang nè. Chị nào đi làm công sở lấy con áo này mang cho hả nè. Đẹp lắm. Vải nó mướt lắm mấy chị. Vải đẹp lắm. Lên liền cho em mã áo hồng 69.000, form 65kg đổi lạnh em ok, form to mấy chị. Hồng 69.000 nhìn chưa. Hồng nha, lên liền cho em mã áo sơ mi hồng, tay ngắn mấy chị, 69.000. Lên liền cho em mã sơ mi hồng, 69.000, tay ngắn mấy chị ơi. Tay ngắn dễ mặc lắm, siêu đẹp luôn, vải mướt mờ luôn mấy chị. Vải siêu siêu mướt luôn. Đây, chị nào ôm cục hoodie nè. Cục hô đi nhưng mà cái màu này có 4 con thôi em like nha, chị lấy màu không hai con cho Lưu Vũ. Chị lấy mấy cái thì em cho chị thiệt, tại thế này có 4 con nè. 89.000. Lên liền cho em mã hô đi 89.000. Hồng xíu như Minh Lê.
Rồi lên liền cho em mẫu hoodie 89.000 có xỉ. Chị không lấy mấy con, tại vì cục này một mẫu này có 4 con luôn. Lên liền cho em mẫu hoodie 89.000, hoodie có nón nha. Lên liền cho em mẫu hoodie 89.000 có xỉ. Hoodie Hồng Quang. Rồi cái này lên liền cho em mã xanh dùm cho em. Y đen cho bông lan 2 con. Rồi cái này lên liền cho em mã xanh này 89.000. Lên liền cho em mã xanh 89.000. Còn hoodie này cái vải nó đều thật sự luôn á. Vải nó đẹp lắm mấy chị ơi. Hoodie này em cầm em ôm mà em ôm hàng theo size. Theo mẫu thôi em bán cũng phải là 100,000. Tại vì em cao mình bán giá cao. Xanh cho bông lan. Rồi đây quần này nè. Quần này mỗi thứ có một con, không khỏi bóc mẫu mấy chị này. Mỗi thứ có một con này, chị nào ưng ôm thì ôm ha. Còn không phải like thì khỏi phải trộn mẫu nha mấy chị ơi nha. Quần mà sung được, bo được đó mấy chị. 79.000 có xỉ này. Chờ lấy quần ghi quần dùm cho em có được mỗi mã được một con thôi. Mỗi mã được một con nha. Chờ lấy quần ghi quần dùm cho em. Đẹp chưa? Quần dùm cho Hải nè mấy chị. Ốm quần cho Nguyễn Hồng Phúc. Rồi lên liền cho em mã váy xinh. Váy xinh là váy xinh. Váy Barbie doll 89.000. Lên liền cho em mã đầm Barbie doll 89.000. Gì đây? Hai chắc là cọt. Cọt cái nâu nữa mấy chị. Cọt cái nâu vô nha. Rồi lên liền cho em mã váy xinh dùm cho em. Váy xô 89.000. Tỷ còn 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã váy dùm cho em. Váy nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã váy dùm cho em. Váy dùm cho em ha. Chốt liền cho em mã váy xanh 89.000. Có xỉ dùm cho em. Váy xanh là cho em 89.000 ạ. Nè. Cái này em có màu vàng. Chị lấy vàng đi vàng. Nhưng cái vàng này dễ thương cho. Cái vàng này nó khác. Xanh cho Hồng Hoa. Barbie doll cho chị với xanh cho Dinh Dinh. Vàng này nó có con này mấy chị. Dễ thương chưa? Trời ơi mấy chị dễ thương luôn ấy. Xinh quá à. Lên liền cho em ở với vàng 89.000. Trời ơi siêu cưng luôn cọc cô nha. Giờ lấy chỗ này cho em ở với xanh 89.000 à. Lên liền cho em ở vàng à. Cưng quá. Lên liền cho em ở vàng 89.000. Rồi cái này lên liền cho em mã hồng thủy thủ dùm cho em 89.000. Y như vậy mà màu hồng. Rồi lên liền cho em mã hồng. Cái này là vải xô mấy chị ơi. Vải xô nha. Rồi lên liền cho em mã hồng dùm cho em 89.000. Xong bật máy lên được. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi liền cho em mã hồng nha mấy chị ơi nha. Hồng dùm cho em 89.000 dùm cho em. Vàng cho Hoài Na. Đọc rầu lắm nữa là giờ. Tạ nó nữa nó bị điện đập. Hồng cho Nguyễn Phúc 2 con. Rồi lên liền cho em áo xanh. Hồng cho Sam Nguyễn. Rồi lên liền cho em áo xanh 69.000 có xỉ có 2 con thôi cả nhà. Hồng cho Nguyễn Đăng. Rồi lên liền cho em mã xanh 69.000 dùm cho em. Xanh nha, 69.000 có 2 con thôi mấy chị, dễ thương lắm. Hết hồng rồi mới hết vàng rồi mấy chị ơi. Còn một con xanh á. Rồi lên liền cho em mã áo xanh. Hồng cho chị Thùy Hình 487. Hồng cho Hồng Như 531. Lên liền cho em mã áo đi cả nhà ơi, 69.000 có xỉ sẽ còn 59.000. Rồi. Nhưng mà con này 69.000 rồi đi ra. Nhưng mà con này size to cả nhà ơi, size này cho mấy chị nào mà
55kg á, 55kg nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã váy dùng cho em 89.000. Lên liền cho em mã váy dùng cho em 89.000 dùng cho em. Váy hoa, váy loan đi mấy chị. Nhưng mà con này size lớn nha mấy chị nha. Size mấy chị 55kg đổ lên mấy chị lấy ha. Đó, thằng ta bao luôn á. Lên liền cho em mã hoa 89.000. Có hai con. Ủa, cái nó đỏ phải đâu. Ủa, nó lỡ tầm độ con lắm rồi. Ủa, bao nhiêu dưới rồi. Em ơi, vui mạnh tay nghe về. Rồi cái này lên liền cho em mã hoa khác dùng cho em 89.000 dùng cho em. Hoa khác này là size sang size chính vô lì lì vào 48. Hoa khác này size mới chị 55kg đổ lại. Lên liền cho em mã hoa khác 89.000. Hoa 89 cho Nguyễn Hồng Phúc, 89 cho Chi Trần. Hoa khác 89.000. Hai con. Đây này có cục mỗi thứ một con nè, cái nào lấy nè. Hoa xanh cũng có con. Hoa khác nè. Giờ lấy hoa xanh đi, hoa xanh dùng cho em 89.000, hoa xanh đẹp chưa? Giờ hoa xanh dễ thương chưa? Ôi hoa xanh đẹp quá à. Hoa khác mấy ông Phúc, hoa khác Ly Vũ. Cái cần gì đó không? Rồi đây mấy chị ơi, con này mới có cục đi. Rồi cái này em có này mấy chị ơi. Em bán mấy chị con này luôn. Nhưng mà con này kiểu của nó ấy, là hàng phi size. Có sân hợp dịp. Mình nhìn thấy nó to nha. Nhưng mà kiểu phi size của mấy bạn mà. Này mấy chị nè. Kiểu là mặt rộng ấy. Đây của nó là thần như thế này nha mấy chị ơi nha. Gài vô tay nè. Con này mặc rất là xinh luôn, đẹp lắm. Em tặng với chị con này 79.000. Lên liền cho em mặc áo 79.000 dùm cho em. Chốt liền cho em mặc áo nha mấy chị nha, 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mặc áo 79.000, nặng lắm mấy chị. Nhưng mà em về trong hàng cao 30 giá 79.000. 79 nhiêu không Phúc? Rồi cái này là quần size M, đem coi 79 còn hay không nha, nhớ là có một. Rồi quần rinh ống sung size M dùm cho em. Chị nào lúc chiều hỏi có size M hay không. 109.000. Lên liền cho em mã quần 109 size M. Có đúng không? Mấy con. Rồi cái này lên liền cho em mã quần 109. Còn à? Quần 109 size M. Áo dính cho Hiếu Trương, áo dính cho Hoa Đặng, áo dính cho Biro. 109.000 size M. Áo dính cho Hồng Khoa. Hết áo với chứ nhá. Hết áo với chứ cái gì hả? Rồi cái này lên liền cho em mã quần 109 size M, quần ống xe. Quần 109 luôn. Quần dáng dài luôn mấy chị ơi, không có dáng ngắn ngắn nha mấy chị nha, dài hết chân luôn. Quần Ngọc Diệp 109.000 size M. Không có size L chị không lan. Nhưng mà cái này chị mặc được á chị. Này cũng to to. Quần 109 ba cái M cho Hồng Khoa. Quần 109. Bao quần cho Sam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mặc áo. Quần Biro. Áo 79.000, lên màu dùm cho em. Quần Phong Lan. Quần Úc Phương. Rồi cái này lên xanh kem dùm cho em 79.000 kèm màu. Áo xô. Áo xô kèm màu xanh và kem dùm cho em. Lên liền cho em áo xô kèm màu xanh và kem nha cả nhà ơi. 79.000 có sỉ, sỉ còn 69.000. Hàng ta bao, nhìn vô một con áo là nhìn cái chất của nó này mấy chị. Đẹp lắm, chỉnh. Lên liền cho em áo dùm cho em. Áo xanh kem kim hạt đồng. Xanh và kem 79.000. Dễ thương lắm mấy chị ơi. Phôm đẹp. Phôm áo xinh. Kem màu xanh kem lên giúp em đi ạ. Size bồng bồng. Yeah.
Chị nó lấy chị con áo này, con áo của bà mình có 139 ngàn. Còn ở đây nó là hả? Hôm lấy hàng đi tìm đĩa đây chắc nhà không có. Không, không, con kia rồi. Sân kem hai màu chứ sao Nguyễn? Còn lên liền cho em lấy của bé gì đó. Của mẹ với Nguyễn đó. Vô lên đi từ ngày mai đó. Rồi lên liền cho em. Họ đem luôn cái bao vết Nguyễn vô luôn đi. Chị có mấy cái áo len đẹp quá chị. Chị nào lấy thì mình chốt luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã muối tiêu dùng cho em 169 ngàn. Có 2 con thôi mấy chị. 169 có sỉ nha. Sỉ còn 159 ngàn. Rồi lấy chốt liền cho em mã áo dùng cho em 169 ngàn. Có sỉ nha. Có 2 con duy nhất. Còn 2 con thôi mấy chị. Lên liền cho em mặc áo dùng cho em 169 ngàn. 169 nha mấy tình yêu nha. Lên liền cho em mặc áo 169 size M dùng cho em. Cái con này em vì nãy nhầm của hai chị không có mẫu này nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã đầm hồng dùng cho em 89 ngàn. Đi liền cho em mã đầm hồng dùng cho em 89 ngàn. Hồng 89 ngàn. Cái đó là như chú hết này. Rồi lên liền cho em mã đầm hồng. Đầm hồng foam Barbidol nha mấy chị. Ôi foam mà như này cọt dây nè mấy chị. 52-53 kg không mấy chị ơi. Tay em mời để lại. Lên liền cho em mã đầm hồng vẫy xô nha. 89 này liền cho em. Này mấy chị. Rồi 139 ngàn. Lên liền cái mã áo nâu kèm túi. Con này dễ thương lắm luôn nè. 139 ngàn. Hồng Sam Nguyễn, Hồng Vi Nguyễn. Này sỉ còn 129. Lên liền cái mã áo nâu 139 có sỉ dùm cho em vải đẹp lắm ấy chứ ơi. Rồi lên liền cái mã dùm cho em. Áo nâu dùm cho em ha. Chốt liền cái mã nâu dùm cho em 139 ngàn có sỉ dùm cho em. Lên liền cái mã nâu 139. Nâu 139 dùm cho em. Chốt liền em mã nâu 139. Nâu 139 nha cả nhà. Ôi con này còn mấy con nữa nè. Lên liền cho em mã áo nâu một... Lên liền cho em mã nâu 139 dùm cho nâu một bãi đến piro. Đây mấy chị ơi. Nâu một bãi đến Nguyễn Hồng Phúc. Chị nào ôm cái này này, bài này chở bài hàng đẹp không mà mấy chị. Đẹp chưa? 129 ngàn. Chờ lấy ghi liền cho em. Hoặc là chị nào ôm lấy chết nha. Cái này chị nào chọn, bài này chọn toàn mẫu đẹp không mà. Mẫu đẹp không à mấy chị ơi, mới bán á, xong rồi cọc 200 mấy chị ơi, xong rồi sao, cái gì luôn rồi. À em với bạn em chung để bán ấy, mà giờ bạn em không chịu, giờ bạn em không chịu bán, xong rồi cọc 200 bỏ mấy chị, trong khi đó trộn có 9 cái là chưa chắc phải lãi 200 mấy chị, mà tự nhiên bỏ 200 đúng rồi bạn đó, thiệt luôn á, như vậy chắc không biết bao giờ mà bán được hàng mấy chị. Ôm cho chị không quen ha, đẹp không á chị nè. Bạn nó chụp lên đẹp không mà, đẹp lắm. Ừ. Cái áo trắng này đúng đẹp, cái này đúng áo trắng này đẹp lắm. Thì con áo cặp này cũng vậy nè mấy chị nè. Chọn toàn hàng đẹp không mà. Xong rồi bỏ mấy chị bỏ 200 ngàn. Đó, con áo của lọ này đẹp. Thề luôn á, thề cầm cái con áo của lọ là xuất sắc luôn á mấy chị. Ôm bao nhiêu đi? Ôm 129 ngàn có sỉ. Ôm gì không lan ra hết rồi, ngọc gì vậy? Đi. Có phải coi trứng tròn là 8 trứng tròn thôi. Mày rất cái con này dễ sợ luôn mấy chị. Ủa, có 9 con rồi mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em 129 ngàn. Lên liền cho em mã 129 dùng cho em. Còn áo khoác lông không? Còn nãy còn áo khoác lông không? Màu đen còn không? Hết. Đúng rồi. Rồi lên liền cho em mã này là mã lông trắng dùm cho em 129 ngàn có sỉ dùm cho em. Lên liền cho em mã lông trắng 129. Nó mua bự rồi hả? Anh dục quên cho nó hơi bất kế. Đây này đem rồi. Nó đẹp luôn luôn. Rồi lên liền cho em mã 129 dùm cho em 129 ngàn có sỉ nha. Sỉ còn 119 ngàn. Lên liền cho em mã 129 lông trắng 129.
con này đẹp lắm á cả nhà ơi, con này 139 này. Lên liền cho em mã caro dùm cho em. Caro nha, 139 ngàn, sỉ còn 129. Lên liền cho em mã caro dùm cho em. Công sức đi đi tìm hàng cho bạn. Xong rồi nè. Đông sống rồi với Trúc Trang. Lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi dùm cho em cái mã này là mã caro dùm cho em, 139 ngàn, lông trắng còn anh. Đông sống rồi với hàng liền. Rồi lên liền cho em mã caro 139 có sỉ. 139 có sỉ nha, chờ lấy caro, chốt caro 139. Caro cho Mia Mia, caro một chân. Rồi cái này lên liền cho em mã quần ống bo dùm cho em. Quần ống bo nha, 79 ngàn có sỉ dùm cho em. Lên liền cho em mã quần 79 ngàn. Quần 79 ngàn ha. Chốt liền cho em mã quần 79 ngàn. Quần 79 ngàn có con. Lên liền cho em mã quần 79 ngàn. Trời. Rồi chốt liền cho em mã váy. Con này hàng cao bao mấy chị ơi, có con nè. Thôi tặng cho mấy chị con này 59 ngàn đi. Lên liền cho em mã váy nhung 59 ngàn có con không mấy chị. Thay S, thay M để lại nhung. Quần bảy như Trúc Trang. Quần càng con. Quần càng con. Vô lòng tén luôn. Quần bảy chính như thầy Dương. Hoa lúc nãy còn con nè, giờ lấy hoa ghi hoa này mấy chị. Hoa 89 ngàn còn con duy nhất nữa. Hoa 89 còn con, bốn con này đẹp quá. Xinh hé, xinh hé. Lấy lên chính cho Vy Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã đậm hoa 89 ngàn. Hoa 89 ngàn co bao. Lên liền cho em mã đầm hoa 89 ngàn. Rồi lên liền cho em một con áo caro siêu dễ thương luôn. Tặng mấy chị con này 59 ngàn luôn. Lên liền cho em mã caro 59 ngàn. Để em tắt like cho mấy chị nha. Nhận được con, mấy con này một cái một cái nó ra. Hoa cho Nguyễn Phúc. Rồi chốt liền cho em mã dùm cho em. Cái liền cho em cái mã này là mã áo caro dùm cho em. Áo caro bèo nha, 59 ngàn luôn. Cho liền cho em mã caro 59 ngàn. Caro 59 ngàn. Chờ lấy caro chứ caro 59 ngàn. Áo caro bề. Ủa nhiều lúc em like nè. Này con áo này nè. Thì Vinh chị không biết mai có việc gì hay không nè. Mai chị gửi, chị đi gửi tàu không có gửi xe được. Rồi lên liền cho em mã ghi lê một lần. Caro Minh Lê. Đó sọc bà rô cho Sam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã ghi lê 109 dùm cho em. Ghi lê 109 nha. Giờ lấy ghi lê dùm cho em 109 ngàn. Bà rô Hồng Hoa. Ghi lê 109. 109 nha. Có sỉ sỉ bằng 99 ngàn luôn. Lấy cho chị. Lấy cho em cái cục quần. Lấy cho em cái quần xăm dưới đó cho chị. Cục quần xăm dưới đó là cái gì. Mà ha em, 79 ngàn có sỉ này, quần này đẹp lắm. Bưng đi lê Nguyễn Hồng Phúc. Bưng chút này có mặt rồi á, cái gì các bạn gì đó, lấy mấy màu xong cứ hỏi chị có về màu hay không á. Áo này mặc dễ lắm mấy chị, ở quần này mặc dễ mấy chị ơi, đẹp đẹp. Vải nó xịn lắm. Đó bạn nào mà tìm ra hàng của mình mà ai bán được cái vải này luôn á. Cái vải này xịn lắm luôn á cả nhà, hãy thấy cái quần, cái vải của nó lạ lắm. Phía sau quần này có hình trái tim này, ở đây theo cho mình này. Dễ hơn lắm. Quần 79 ngàn có sẵn, rồi lấy quần kia. Rồi vé dùm cho em tặng nốt quần cho mấy chị. Quần 79 ngàn có cho Sam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Em bán tặng cho mấy chị cái này với giá là 99 ngàn áo vest luôn. Lên liền cho em mã vest 99 ngàn. Mặt hơi bị xịn nha mấy chị nha. Quần xanh 79 ngàn cho em nha. Rồi lên liền cho em mã vest 99 ngàn. Xịn lắm luôn, xịn xịn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã vest dùm cho em 99 ngàn. Mặt rất là đẹp luôn. Siêu đẹp.
Vé đi trường, vé đồng phúc. Rồi lên liền cho em mở váy đỏ. Lên liền cho em mở váy đỏ 89 ngàn, sỉ còn 79 ngàn. Lên liền cho em mở váy đỏ. Váy đỏ. Váy đỏ nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mở váy đỏ dùm cho em 89 ngàn, có sỉ dùm cho em. Sao này mấy chị 50-52 kg đổi lại này ok. Váy đỏ dùm cho em. Lên liền cho em mở váy đỏ nha mấy chị ơi nha. Váy đỏ dùm cho em. Vé hết rồi mấy chị ạ. Váy đỏ. Váy đỏ tấm chính cho Dung Nguyễn. Váy đỏ tấm chính cho Sam Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mở quần 79 ngàn, có sỉ dùng cho em quần ống. Đỏ tấm chính cho Ly Vũ. Áo quần ống le. Lên liền cho em mở quần le dùng cho em 79 ngàn, có sỉ dùng cho em quần le nha. Quần le 79 ngàn. Mặc cái con này mang về thể thao đúng đẹp luôn á cả nhà không? Đẹp lắm. Chụp hình nha, khách chân rồi hôi luôn. Đỏ cho anh Phạm. Chân ngắn cũng thành chân dài nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mở quần le dùng cho em ha, 79 ngàn, sỉ còn 69 ngàn. Sỉ còn 69 ngàn ha, chờ lấy chút em mở quần. Quần. Quần lấy cho em 79 ngàn ạ. Lên liền cho em mở quần 79 ngàn. Rồi cái này lên liền cho em mã hồng. Hồng nha cả nhà ơi, 75 ngàn, có sỉ dùm cho em. Quần ống sung hồng 75 ngàn. Hồng nha, hồng này được 5 con nha mấy chịu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em. Kia liền cho em mã quần sung hồng dùm cho em. Chốt liền cho em mã quần sung hồng nha cả nhà ơi. Sung hồng dùm cho em 75 ngàn chứ. 75 ngàn có sỉ dùm cho em. Sung hồng 75. Không, 75 cho Sam Nguyễn. Lên liền cho em mã sung hồng 75 ngàn, có sỉ dùm cho em. Sỉ còn 65 ngàn. Không, 75 cho hàng Elisa. Còn một con áo khoác xám này, tặng mấy chị luôn 79 ngàn luôn. Xám 79 ngàn. Con xám này á là hàng 109 ngàn á, hãy có một con thôi, hãy bán siêu nha, siêu không xỉ nha mấy chị nha, 79 ngàn nốt đi, 109 ngàn á. Cái này hàng của khách không nghe máy, không nghe máy nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã áo 79 ngàn. Đó, 79 cho Hùng Phan. Rồi lên liền cho em mã trắng 79 ngàn, có sỉ dùm cho em. Lên liền cho em mã áo trắng 79 ngàn, con này hàng cao 3, 79 ngàn, có sỉ dùm cho em. Còn đồ bộ còn ở dưới chân chị này, chị chú like đợi chút. Đợi chút đi mấy chị ơi, đợi chút ra để lên hết cái này mấy chị. Lên liền cho em mã đầm len đi, tặng cả nhà luôn 79 ngàn. Ô con đầm len này lên dáng đẹp lắm mấy chị. Đen trơn nha mấy chị nghe. Đen trơn mà nó sẽ ôm cho mình ấy. Đây nè, ôm ngay cái eo nha mấy chị nha. Đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em đầm len, tặng luôn 79 ngàn, sỉ còn 69 ngàn luôn. Đầu thì không biết nữa đó. Ba con cầm lên bên bảy đứa này. Lên Phong Long Phạm, lên đen cho Nguyễn Phúc hai con. Cầm lên đen cho Út Phương. Rồi cái này lên liền cho em mã áo dùm cho em, tặng mấy chị 79 ngàn luôn. Lên liền cho em mã số 1 79 ngàn. Chốt liền cho em mã số 1 79 ngàn. Con này là có khóa cho mình luôn. Mã 1 màu đỏ mặn ấy. Màu đỏ mặn ha, 79 ngàn. Lên liền cho em mã số 1 dùm cho em. Chốt liền cho em mã số 1 nha cả nhà ơi, 79 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã số 2 79 ngàn. Lên liền cho em mã số 2 dùm cho em, 79 ngàn dùm cho em. Trời. À, cái con này nghe. Mấy chị kéo xuống mà nó vẫn có con áo bên trong nè. Không có hở ngực nha.
kéo xuống nhưng mà vẫn có lót bên trong. Số 2 79.000 hai con cho Hồng Khoa. Số 2 được 2 con hết chị. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em nè. Chốt liền em mã số 3 79.000 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3. Mã số 3 áo xỉu nha mấy chị nha. Mã 3 dùng cho em 79.000 có sỉ. Có được có 2 con thôi mấy chị. Lên liền cho em mã số 3 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 79.000. Lên liền cho em mã số 4 loan xanh dùng cho em 30.000 79.000 lên liền cho em mã số 4. Cái này em còn một con thì chị nào lấy luôn cho Hải với cái quần ngố màu xanh này nè. Có 79.000 mấy chị mà quần này mặc đẹp lắm. Lên liền cho em mã này là mã nơ đi mấy chị, tặng mấy chị 39.000 luôn. Lên liền cho em mã áo nơ nhưng mà cái này là tơ nha, 39.000 bán tặng cuối lăng cho mấy chị luôn. Được đó. Còn lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã này là mã nơ 39.000 Dung Nguyễn. Nơ 39.000 luôn đi mấy chị, có mấy con 39.000 nha. Tới 119.000 luôn. Đâu với nhau Nguyễn Hồng Phúc. Cái bộ này hãy bán 119.000 không xỉ nha mấy chị nha. Không biết vì sao mà nhập cao hơn mấy chị. Đâu với chính em 2 với Dung Nguyễn. Thôi bán lại mấy chị 119 nha. Không xỉ nha mấy chị nha. Cái bộ trơn á. Lên liền cho em mã dùng cho em 119 có xỉ dùng cho em. Cái sao mà tự nhiên bộ này nhập cao hơn. Phải nó dài hơn á, dài hơn mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em caro 119 không xỉ nha mấy chị nha. Đáng tặng này nhập cao hơn á. Lên liền cho em mã 119 dùng cho em ha. Rồi cái liền cho em mã này là mã áo phun to siêu to luôn. Mà cái này là theo cho mình nè. Theo nha mấy chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã xanh dùng cho em. Xanh nha cả nhà ơi. Với giá là 69.000, lên liền cho em mã xanh 69.000 dùng cho em. Xanh 69.000, chiều lấy xanh đi xanh dùng cho em. Phong xanh nè, cái chữ của nó nổi lên luôn như thế này luôn có con. Lên liền cho em mã xanh dùng cho em. Xanh 69.000 nha mấy chị nha. Phong xanh 69.000. Rồi lên liền cho em mã phong hồng dùng cho em 69.000, sỉ còn 59. Ui, trơn mà đẹp chưa. Xanh 69 nha chị Nguyễn Hồng Phúc. Nó có theo hình con gấu bên hông. Có một con nè. Ở bên có mấy con à, 5-6 con. Rồi lên liền cho em mã hồng dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã phong hồng. Phong hồng dùng cho em ha. 69.000 có sỉ hồng trơn mấy chị ơi. Theo một con gấu ở đây thôi dễ thương lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em. Phong hồng dùng cho em 69.000. Mấy chị nhìn cái áo phong của nó chạy viền cổ cho mình luôn. Chạy viền cổ nha mấy chị yêu nha. Hàng đẹp lắm. Lên liền cho em mã phong hồng dùng cho em. Phong 69 nha chị Phan Nguyễn. Phong 69 nha chị là Tê Mỹ Anh. Phong 69 hai cái cho chị Ly Vũ. Rồi cái này lên liền cho em mã áo trắng dùng cho em 69.000 dùng cho em. Hồng 69 nha chị Ngọc Nhàn. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Này mấy chị Ngọc này. Đẹp chưa? Siêu đẹp luôn. 69.000 sỉ còn 59.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã áo trắng dùng cho em. Trời ơi con này mấy chị ơi, mua về mặc.
trắng dùng cho em, con này mình to bao quá. Mấy chị nhìn cái tay là tay bồng nha, lên liền cho em áo trắng dùng cho em, 69.000 có sĩ dùng cho em. Mà có con đó mấy chị, lên liền cho em áo trắng 69.000 nha. Rồi ghi liền cho em mã số 10 dùng cho em, 79.000 dùng cho em. Mã 10 79.000 có hai con. Ghi dùng cho em mã số 10. Mã số 10 này em có một con, hai con trắng, hai con xanh. Hai trắng hai xanh nha. Áo kiểu ấy mấy chị mà nhìn nè. Cái vải của nó đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã y như vậy luôn mà màu xanh nè. Lên liền em mã 11 màu xanh. Mã 10 được rồi té nè. Mời cho hôm qua hai con. Cho cái này lên liền cho em mã 11 màu xanh. Màu xanh đẹp lắm mấy chị. Lên liền cho em mã 11. Hai con màu xanh. Lên liền cho em mã 11 màu xanh nha. Rồi lên liền cho em mã 12, có con áo bướm nè. Lên liền cho em mã 12, 79.000. Lên liền cho em mã 12, 69.000. Mười một xanh cho Mia Mia, 11 xanh cho Ngô Thị Kim Hồng, 11 xanh cho Phương Loan. Rồi cho chị nào không có chốt được nha, lên liền cho em mã 12 dùng cho em, 79.000. Áo 13 lên liền cho em mã 13, 79.000. Đây con áo này bữa trước hãy có đăng video á, mấy chị cứ hỏi hoài luôn. Tại vì con này nha, có nhiều bạn người ta bán mà kiểu về người ta phối đồ á, người ta bán một con áo này 350 đó, 350 nha mấy chị ơi nha. Dòng như thế này đẹp lắm. 13 dùng cho em, 3, 79 cho Quỳnh Nhi. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em nè, 79.000 có sĩ, sao mới đẹp. Đẹp chưa? Đúng đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em, 14 nha cả nhà ơi. Sơ mi dùng cho em, 79.000 có sĩ. Xuất sắc luôn ấy, đẹp quá nè mấy chị. Lên liền cho em mã 14. Đúng không Lan? Lên liền cho em mã 14 nha cả nhà ơi. Cho chị mấy con cái này. Còn mấy chị nói em lấy cái gì cho chị con được. Cho chị con đồng đó còn mấy con chị. Đúng không Nghiệp? Cái này cho chị mấy con hàng. Con hàng kinh trẻ này, hàng có một cái con hàng ta bao không. Nè con này em còn được 3 con á, chị nào lấy luôn cho Hải đi. Sao em mờ nè mấy chị. Có 89.000 à, đẹp lắm mấy chị ơi. Rốn đầy cho Nguyễn 14 Thiên Di. Rồi lên liền cho em mở gấm 89.000 dùm cho em. Gấm nha cả nhà ơi, đầm gấm 89.000. Đẹp mấy chị ơi, lấy con này đi. Hãy còn được có 4 con mà, chị nào lấy nốt luôn đi. Mấy con mà vải nó xinh lắm, 89.000. Hãy khỏi phải bỏ vô hàng. Để Tết bán mấy chị, mấy cái hàng này Tết bán ok là. Lên liền cho em mở gấm 89.000. Xoay mờ giống như cả nhà thôi, 89.000. Đây, đây là hàng của mấy thánh mà không giống ngọc diệp, nhưng mà hàng to bao phải không lai xả mấy chị đây nè. Cái này em có màu nâu và em có màu kem, chị ơi lấy nâu ghi nâu, chị nói lấy kem ghi kem dùm cho em, 199.000 dùm cho em. Cái này là không có hàng để lai luôn đó mấy chị, hết rồi, mỗi thứ còn một phép nè. Màu kem có một, hai màu nâu có một, 199.000. Thế nào mụ này lấy hai nâu rồi còn kem nữa, nâu rồi còn kem nữa mấy chị, sao mà không có nghe máy mấy chị ơi. Ủa? Nâu và kem nha, chị nào lấy nâu ghi nâu rồi lấy kem ghi kem dùm cho em. Trời ơi xinh lắm luôn á mấy chị, đẹp lắm. Kem nâu cùng hai màu cho Hồng Lan 199. Rồi
Rồi cái này lên liền cho em mã manto màu đen 349 ngàn. Manto màu đen nha, chờ lấy đen chút đen dùm cho em, 349 dùm cho em, y như con màu kem lúc nãy. Chị lấy kem nghe, cho chị kem đi. Anh chốc gì rồi? Không lon hay mà rồi. Không lon hay mà. Rồi cái này lên liền cho em mã manto màu đen dùm cho em. Nó giống cái con manto màu kem lúc nãy mà nó là màu đen nha. 349 ngàn. Manto màu đen dùm cho em, có một con gì mấy chị, một con của khách gọi nghe máy hết rồi mấy chị. Lấy liền cho em mã manto đen dùm cho em ha. Manto đen dùm cho em 349 ngàn. Mấy chị lấy một con này về may mấy chị, nếu hoặc em bán 349 ngàn siêu rẻ luôn, toàn 600-700 ngàn con manto thôi. Lấy kem vuông hết rồi ché ơi. Rồi, ghi liền cho em cái mã này là mã xếp giùm em nè. Chốt liền cho em mã xếp 199 giùm cho em. 199 là kho xếp gì nhé. Rồi, lên liền cho em mã xếp 199, một xếp không biết rồi. Này của khách gỗ nghe máy nè. Một con duy nhất nha, giờ lấy thì chốt liền cho em. Đây, xếp hãy mặc đây. Hãy mặc cái xếp này màu kem hết rồi mấy chị. Có một xếp của khách gỗ nghe máy. Lên liền cho em mã xếp 199 giùm cho em. Xếp kem 199, có xếp là mấy chị ở xếp này mang đẹp lắm. Mấy chị tách riêng cái này ra mặc cũng được nè. Mặc cái chân váy, mặc cái áo thun cũng được, mặc áo body khác cũng đẹp luôn ha. Lên liền cho em mã xếp 199 dùm cho em. Xếp 199 lên giùm em à. Xếp 199 dùm em nha. Rồi cái này lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi liền cho em mã xếp ghi lê dùm cho em. Xếp này đẹp nè cả nhà. Mã xếp này bao nhiêu nè? 199 ngàn xanh dương. Rồi em tặng nó cho mấy chị cái xếp này 189 ngàn đi. Lên liền em mã xếp ghi lê 189. Xếp ghi lê 189 nha. Có xếp này mấy chị. Lên liền cho em mã xếp ghi lê. Ghi lê này không có đụng hàng của ai đâu mấy chị. Ghi lê này đẹp lắm. Siêu đẹp luôn ha. Rồi chèo lấy thì chốt liền cho em mã xếp ghi lê. Em tặng mấy chị 189 ngàn. Một con sơ mi kèm cho mình một con ghi lê này. Đẹp lắm luôn á cả nhà. 189 nha. Chèo lấy thì chốt liền cho em mã xếp ghi lê 189. Ghi lê thổ cẩm này đẹp lắm. Ghi liền cho em mã xếp ghi lê 189. Ghi lê 189 lên giúp em à. Lên liền cho em mã xếp ghi lê nha mấy chị nha. 189 ngàn có xếp rồi mấy chị. Xếp ghi lê 189 cho Hải Nguyên. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã sọc dùng cho em. Con sọc này sao nó bị giống như hàng keo mẫu á mấy chị, nó bị cái gì mà một còn nữa này. Còn cái lê mia mia cái lê Phong Lan Phạm mấy chị ơi, cái này là hàng nó keo mẫu nè. Thôi em tặng đi, về mấy chị giặt ra nha. Lên liền cho em hả tặng dùm cho em. Hàng tao bao người ta treo mẫu á, nó có con luôn. Lên liền em mã tặng đi mấy chị. Tặng nghe. Rồi lên liền cho em mã áo. Trời con áo này nó đẹp. Tặng mấy chị luôn 59 ngàn. Lên liền cho em mã trắng 59 ngàn. Tặng cho Nguyễn Hồng Phúc. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã áo 59 ngàn. Tặng cho Nguyễn Hồng Phúc. Rồi lên liền cho em mã áo dùm cho em 59 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã áo 59 ngàn. Có được có một con, hai con với chị. Lên liền cho em mã áo 59 ngàn. Áo mà bo mà có chân vái á cả nhà. Áo dùm cho em 59 ngàn nha mấy chị. Trần Thuận 159 ngàn. Anh Nguyễn Hồng Phúc. Lên liền cho em mã áo 159. Rồi con này màu này đẹp quá mấy chị. Cái này phải có màu màu kem, màu màu này là màu kem kem á. Với lại màu màu nâu á. Chị nào ưng lấy màu gì của mình màu đỏ nha. 159 ngàn. Màu gọi anh lên đẹp lắm mấy chị. Màu này cũng đẹp nè.
lên liền cho em kem với lại không có chị nha, để ngày mai hãy coi ở trên kệ còn mẫu mẫu của khách không nghe máy của chú không hãy để cho nha, chứ cái hàng đó có một cái à chú hãy lại hết rồi của khách không nghe máy á mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em nâu với trắng đi mấy chị, kêu lấy kèm màu dùng cho em nâu trắng. Ờ nhỏ sắp dùng chị cái chỗ đó cái xếp xám á kìa, sắp dùng chị quá đó, ngay chỗ góc đó có cái xếp xám mà quần ngắn áo sáng đó. Ờ, đúng rồi đó. Rồi lên liền cho em kèm màu nha mấy chị nha, màu trắng này mấy chị với lại màu kem này, trắng với kem nha mấy chị nha. 159 ngàn, còn hai set nha, không có còn nữa cái này. Rồi lên cho mình cái áo này nha mấy chị nha. Cái set này nè em có thùng rồi á, cái này em về nhiều đợt lắm mấy chị mà mặc rất là đẹp nha. 189 ngàn nè. Lên liền cho em mã set 6189, em lên nốt mẫu này thôi. Rồi tiếp ngày mai nha, ngày xưa mai em like tiếp tao bao cho mấy chị nha. Tại vì em like hết cho mình hàng tao bao em về tới tháng 12 lại em mới có mấy chị ơi, tới cuối tháng 12 tay mới về lại nha. Hiện tại là bữa nay là ngưng hàng mấy chị, nên là em có bao nhiêu là em like hết tao bao cho mấy chị luôn á nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã set 8 dùm cho em, 189 ngàn dùm cho em nha. Set 8 dùm cho em phải đẹp lắm mấy chị, quần là quần bù như thế này nha, áo là áo hoodie cho mấy chị, 189 ngàn. Giờ lấy sám ghi sám dùm cho em, miêu dùm cho em, miêu nha mấy chị nha. Chốt có dùm cho em mã 189, cái sám 189, cái sám này mang đẹp lắm. 6 mấy chị mặc size S như thế này chứ mấy chị 55-56 ký là mặc được hết nha mấy chị nha. Sám 189 dùm cho em vải đẹp lắm. 6 như miêu miêu cái nào cái size này cái gì vậy? Còn phát cho em 200, hết trắng, 249 đâu. Hết rồi em ơi, hết sạch luôn rồi. Ủa cái này hãy chị lai đi nè. Hãy chị lai. Không, nhà chị chưa có gửi nha. Cứ năm mới đi đơn nha. Ôm đơn tới thứ năm mới đi nha mấy chị ơi. Yeah. Ôi đó họ tâm đắc mấy con này luôn mấy chị. Hãy về là để về hàng Tết đó. Cái này là về hàng Tết nha mấy chị nha. Nhưng mà lay trước đó. Nhưng mà lay sớm cho mấy chế đó nha. Chứ thật sự luôn mấy cái mẫu này là hãy về hàng Tết đó mấy chị nha. Giờ lấy gì chốt thì dùng cho em mã xám 199 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã set váy 199, set ghi lê kèm áo này, mặc xinh lắm. Cái này mấy chị mặc size S, size M đều mang ok hết nha. S, M, L đều mang được hết cho Hải luôn, đẹp lắm á. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã set 199 ngàn dùm cho Hải. Đẹp xuất sắc luôn. Siêu đẹp nha mấy chị yêu nha. Hàng này là hàng Tết đó mấy chị. Hàng Tết đó mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã 199 ngàn dùm cho em. Một con ghi lê kèm cho mình một con váy luôn nha, rất là đẹp. Chị nào mà hay order hàng to bao á, mấy chị mua mấy con này đi Tết là mấy con này hốt lắm. Tay phao hãy còn phao kem nè mấy chị. Con hãy lên nốt cái mã này con này tắt nghe, phao cho chị nào chốt thì chị. Rồi hôm nay mã này nó khác nhau hay giống nhau. Mã khác nhau đúng không? Giống. Đây em còn một con phao hàng 350 nè mấy chị. Giờ lấy thì chốt liền cho em, nó tặng kèm vô cho mình một con này luôn. Giờ lấy phao ghi phao 350, phao kem này đẹp lắm, phao béo nha mấy chị yêu nha. Phao này là hàng xịn luôn á, size M mấy chị, SM mang được nha. Lên liền cho em mà áo phao dùm cho em này, 350 nha cả nhà ơi, phao này đẹp lắm, hàng rất là đẹp luôn. Phao tiền triệu mấy chị nào mà có con nó gửi, mua gửi cho con cũng được, ấm lắm, siêu ấm luôn. Rồi chờ lấy phao ghi phao dùm cho em, 350 dùm cho em. Phao 350 nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mà áo phao dùm cho em, 350 á mấy chị. Ba năm mươi nha mấy chị nha. Một con váy này lúc nãy như chị nó chốt lấy anh chốt cho ai rồi. Chốt rồi, chốt rồi, chị chốt rồi, chốt rồi. Này cái váy này 89 ngàn, chị nào chốt này mấy chị. Hồi nãy em thấy nhiều bạn chốt cái váy này lắm luôn mà. Này 89 ngàn này, váy hoa. Lên liền cho em mã váy hoa, size này mấy chị nào mà size to nha, 55 à 5 60 kg đổ lại men ok á.
60kg nha có con à. 89.000 rồi thôi hãy tóc lai nha mấy triệu nha. Cho tâm lý cho Nguyễn 1 phút. Cái áo nâu này lúc nãy chị nào không có chốt được nè, 139.000 nè mấy chị. Áo nâu mà kèm túi nè, chị nào chốt không? Ngày mai, trưa mai em lên tao đao với lại em xả luôn cái hàng của khách bộ nghe máy 2-3 tuần rồi em chuyển xả mấy chị. Mình đang có con Trúc Trang. Con áo cam 109 nè mấy chị, 129.000 nè, rồi em tắt nha mấy chịu nha. Cam 129 dùng cho em, 129 có sỉ nè. Chờ lấy cam ghi cam dùng cho em. Trời ơi con áo quá chờ người dành không được luôn á mấy chế. Mà mấy chế chốt đi rồi mấy chế không có nghe máy, rồi mấy chế xả đơn, rồi mấy chế này kia mấy chị ơi. Quá trời ngàn lý do, một vạn lý do nha mấy chịu nha. Vạn lý do luôn, lên liền cho em mã cam 129 có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã lên cam 129. Cam Minh Nguyệt. Rồi em phát like đây mấy chú rồi. Ngày mai em like nha. Ngày mai em lên hàng tao bao. Chưa mai em lên hàng tao bao nha. Chị nói hết tao bao thì chưa mai luôn ha. Cam Nguyễn 1 phút. Rồi em phát like đây. Bye bye mấy chị. Quá em mặc anh tốt rồi. Quá em mặc anh tốt rồi. Chưa. Còn áo hãy mặc còn một con nè mấy chị. Hả? Đã rồi còn thì em chưa hết. Đây áo em mặc nha mấy chị nha, hãy còn một con 109.000 chờ lấy thì chốt luôn đi, để hãy xíu hãy để cho mấy chị luôn ha. Hãy chị nào hỏi mà chưa hãy kêu là hết á thì chị nào chốt đi. Áo em mặc một con ghi lê nha. Ghi lê rồi luôn kèm cho mình một con sơ mi 109.000. Lên liền em mà áo em mặc đi rồi em tắt ra. Thì mai em like cho mấy chị. Hôm qua mình chốt mà không thấy gọi chốt chị nha. Chị chăm lê nha. Hả? Gọi không nghe máy chị ơi. Rồi hãy tắt nghe mấy chị ơi. Bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Hẹn gặp mấy chị ngày mai. Trưa mai em lên tiếp tao bao cho mấy chị luôn á.